sao tự nhiên không có ai xem đâu. Mộng du ác mộng bây giờ ngủ ngoài híp luôn cả mắt, trời đất ơi, ngủ quá nhiều, tình trạng ngủ quá nhiều hiện nay của giới trẻ. Tình trạng ngủ hiện nay quá nhiều của giới trẻ đó chị ạ. Hồi gái cho em phải ngủ 12 tiếng mất. Rồi, em chào các chị nhá. Ôi rồi, vào mới vào đã tim à. Thế thì hỏng rồi. Chiều nay thì phải làm bánh nóc cho các chị rồi đây. Hỏng rồi đây. Tim như này loạn thị mất luôn đấy. Em chào chị Tiên Hồng. Em có thấy chị bé heo này. Rồi, em có thấy chị Ngoan Hiền. Lâu lắm mới thấy chị Ngoan Hiền xem giờ này hay sao hết ta. Em có thấy chị Anh Thư nhá. Rồi, chị nào đang xem các chị chấm bài cho em với ạ. Ui, xem quần vàng cháy hàng bác ơi. Chưa có hàng cơ. Em chỉ có đủ hàng để trả cho các chị ở trong inbox thôi, chứ còn nếu mà ra thì chưa có hàng đấy ạ. Rồi, có nhân viên à, inbox ạ. Em có thấy chị Huyền, chị bảo nhân viên inbox giúp em rồi. Các bạn đang gọi điện, các chị ơi, rất là nhiều đơn ý. Các bạn đang gọi như là mọi người ơi. Đợi chút xíu cho em nhá. Rồi, hôm nay rất là nhiều len này, áo len, váy len. Váy len, váy hè em còn ít, em tặng cho mọi người rẻ này, rất là rẻ nhá. Livestream này là chủ yếu là tri ân các chị là chính. Nên là những chị nào đang xem chia sẻ bài cho em nhé cả nhà ơi. Thế nên mình chốt đơn dễ dàng hơn. Ok, em có thấy chị Chu Vương rồi, em có thấy chị Hiền, em có thấy chị Ngân ở đây rồi. Chị nào đang xem các chị chấm bài cho em nhá. Silver, à, em ơi con K56 hôm nay liên hoan nốt đi. K56 hôm nay liên hoan cho các chị nốt đi. Em có thấy chị Ngọc Sinh có quần tây không em? Quần tây em chỉ còn lông tôm ấy. Áo em mặc đẹp quá, hôm qua là bão luôn, con này cho em cả màu đen em nhá. Rồi áo này gọi là bão đơn các chị ạ, bão đơn thật sự, trời ơi chưa bao giờ nhá, mà đến hơn 2 giờ chiều thì em đã hơn 400 đơn rồi các chị ơi. Riêng con này là hết sạch không còn một cái nào, mà hôm qua em bán mũi đen nhá, hôm nay về thêm trắng siêu phẩm nhà em, trời ơi. Rồi như là chị nào đang xem các chị chấm bài cho em luôn nhá. Thành phố Hồ Chí Minh nhà em không ạ, nhà em nhận đơn không nhận đơn khi thì lúc nào có thông báo lại cho mọi người nhá, tại vì là thành phố Hồ Chí Minh đang nhà em không ship được đơn hàng đó. Em cảm ơn chị Ngân rất là nhiều, thật sự là hôm nay ngủ nhiều quá, chị bắt em thích luôn, ngủ em còn mơ sáng nữa. Thôi ok, rồi chị nào đang xem với chị chấm bài cho em nhá. Hôm nay rất nhiều len nhá chị ơi, len nhiều lắm, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời. Áo này gọi là áo xịn đi, nó có size số may về thêm size L đúng không. Áo này cho chị vào đây nhá, hôm nay về đúng được 120 cái, nhưng mà giờ hơi tầm tơi là nó lại về đêm đệm trắng. Mà hôm qua em về được mỗi màu đen. Đấy, dở hơi lắm đó chị ạ. Dở hơi ơi là dở hơi, hôm qua lại bán duy nhất mỗi màu đen. Còn hôm nay chị em mình là liên hoan màu trắng. Hôm nay rất nhiều mã này chị em mình liên hoan, giá đồng giá rẻ lắm. Nên là mỗi chị đi qua cho em xin nút chia sẻ nhá. Em vào việc luôn nha cả nhà. Vào việc luôn đi. Aloso, còn cái mã bộ cuối cùng còn sót lại em xả các chị 20.000. Lên cho em là xả bộ 20k và kèm số điện thoại. Được chưa các chị ơi? 20.000 đồng nhá. Comment đen còn đâu, comment đen để chốt hơn em ơi. Đây đừng mang ra bản chính mình trắng đi. Rồi comment xem là gì đây. Xả bộ 20.000 và kèm số điện thoại. Em bao chất cho các chị luôn những cái bộ như thế này. Đồng giá cho các chị là 20k. Comment của em sẽ là xả bộ 20.000 và kèm số điện thoại. Cái set áo vàng quần dài chưa về đâu chị ơi. Chưa có hàng. Chưa có hàng mọi người nhá. Do là cái đấy đang bị cháy hàng. Em chỉ chốt đủ cho các chị ở trong inbox thôi. Chứ còn ở trên live em chưa bán được. Mặc dù rồi đợt này trộm vía là những cái hàng đắt hơn 300 các chị vẫn hoan hỉ, tại vì là đẹp thì chắc nhận là giá là sẽ là cao hơn một chút, nhưng mà xứng đáng với số tiền các chị bỏ ra. Sắt đấy ở ngoài shop gần 4 lít đấy, 380-400 nghìn đấy. Rồi comment của em sẽ là xả bộ cho em nhá, 20.000 đồng các chị ơi, áo em mặc còn đấy, tranh thủ chốt nhé. Rồi comment của em sẽ là xả bộ, quá đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp tuyệt vời ông mặt trời các chị ơi, 20.000 đồng. Áp dụng chị nào chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. Còn chị nào không chia sẻ livestream là em xin phép mà không có đơn mã này. Tại vì những cái bộ này chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Hôm nay rất nhiều mã rẻ nhá, nhiều mã cực kỳ các chị ơi. Quá đẹp chưa cả nhà. Rất nhiều áo len, len bây giờ là rầm rộ luôn các chị ạ. Nào comment đúng hộ em sẽ làm gì đây ạ? Xả bộ cho em nhá, 20.000 với những cái bộ như thế này. Tuyệt vời ông mặt trời, em xả các chị 20k. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân, giá rất là hàn mê. Ủa ơi mấy cái áo kiểu ấy kìa. Tí nữa em tặng nốt giá rẻ cho. Giá rẻ cực kỳ luôn. Ủa em đang sale nhiều lắm, em sale nhiều hàng hè lắm cả nhà. Để em về hàng thu hàng lên rồi. Cho em xin một nút chia sẻ lên trang, một nút lên trang cá nhân, 3 lần lấy các nhóm nhé cả nhà. Rồi em tặng các chị luôn với giá là 20.000 đồng cho em xả một này, 20k. Cho chị
chị áo kiểu dưới đi, xả các chị nó rẻ hơn áo kiểu zích zắc ấy, tròn tròn ô vuông 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 ấy. Rồi comment thôi, em sẽ là xả một cho em nhá, quá đẹp các chị ơi, 20.000 đồng. Đây có 5 bộ cho 5 chị nhanh tay nhất, được chưa? Không phải chị nào lên mã cũng có đơn hàng đâu, cái này là bác nào nhanh tay nhất thì em mới có đơn, còn chậm tay thì em xin phép là quay và ôm mất lượt nhé cả nhà nhé. Comment cho em là xả bộ cho em 20.000, quá đẹp. Đây còn những cái bộ như này toàn bán trăm mấy em xả các chị 20.000. Chị nào không chia sẻ đừng gọi là đừng chốt đơn cho em mã này. Ủa tiếp tục áo kiểu ấy đi, tròn tròn ô vuông của chị đúng không, quá đẹp, bộ này 20.000. Rồi lên mã luôn cho em là xả bộ cho em nhé. Cái này còn nhiều không, còn đây đúng không, áo em xả các chị luôn. Ủa ơi, quá đỉnh, đỉnh của chóp, em xả các chị em mình luôn, 29.000 đồng luôn. Áo này mình lên cho em là luôn nhé mọi người ơi, K183, K183 và kèm số hàng này, hàng 101 này, 109.000 em xả các chị luôn, 29.000, xả lỗ đấy các chị ạ. Comment cho em là K183, em xả các chị luôn 29.000 đồng, được chưa cả nhà? 60 cân trở về em nhận đơn chất rất là đẹp. Comment cho em là sẽ là gì ạ? K183 và kèm số 29.000. Nó là dòng áo kiểu Quảng Châu cao cấp cho em như thế này. Em tặng các chị là 29.000 đồng luôn cho em, được chưa các chị? Dưới 60 cân chị em mình nhận đơn cho em mã này. Comment cho em là K183 và kèm số ạ. Bộ em chốt đúng 10 chị nha cả nhà. Em chốt đúng 10 chị thôi. Rồi lên thôi, em sẽ là K183 này. Cúc của nó là đính ngọc cho em như thế này. Em tặng các chị luôn với giá là 29.000 đồng. Trời đất ơi, hôm nay nhiều len lắm các chị ơi, siêu phẩm len luôn. 29.000 đồng cho em nhé cả nhà. Comment của em là K183 và kèm ngay số điện thoại. Lên áo em mặc luôn không các chị ơi? Lên siêu phẩm này luôn nhá. Cái mã này đáng nhẽ ra nó phải là mã là siêu phẩm ấy, tại vì nó quá là đẹp luôn. Rồi em có ít, mã này em có rất là ít nha cả nhà ơi. Mã siêu phẩm, siêu VIP. Hôm nay em về đó các chị làm một màu trắng thôi. Em có size, thân size L đúng không? 3 size SML, S là các chị đến 55-56, M đến 65, và thậm chí là L các chị 70 cân cho em vẫn vừa. Nói chung là len mà, len nó sẽ là co giãn rất là tốt cho em như này. Thậm chí chị nào mặc size S mình vẫn mặc được size M. Cái này mình sẽ hoan hỉ cho em này. Size S là các chị đến cho em là 53, size S là mình đến 55 cân, M đến 60-61, và L các chị đến 65-66 cân mình chốt đơn. Áo này mình lên cho em là L103. Rồi có size các chị ơi, mã siêu phẩm đẹp lắm, 65-68 cân thì em nhận đơn hết cho các chị mã này, quá đẹp này. Áo nó xịn xò từ trong ra ngoài. Nó có size cho em là size S, size M và size L. Hôm nay màu trắng về thêm size L là hết nha cả nhà. Hôm nay em về thêm được 50 cái là hết rồi, dòng này không về thêm đâu. Ủa ơi là áo em đang mặc ấy, áo em đang mặc comment cho em là L103. Các chị nhìn kỹ hàng cho em, dòng cao cấp nó phải như này. Cúc ngọc này, bên trong của em có lót này, bên trong của em có chống ẩm này, hàng xịn nó phải như thế này. Bên trong của nhà em có lót này, các chị ơi nghe giá em bán tặng nhá, 89.000, được chưa ạ? Ra ngoài shop mua 300-400 em tặng các chị 89.000 duy nhất chiều nay. Nên là chị nào lấy nhanh comment đúng mã luôn cho em. Trời ơi siêu phẩm, 89.000 đồng cho em. Các chị nhìn cái tay này, có độ bồng một nhẹ nhẹ này. Trời ơi rất là đỉnh cho cả nhà. Nhìn cái tay cho em này, phê chưa? 89.000 đồng, bấm nhanh tay thì được, chậm tay là hết cho em. Trời ơi chị ơi, này đẹp chưa? Các chị nhìn kỹ cho em từ cái cúc ngọc đi, các chị thấy chưa? Siêu phẩm luôn. Rồi nhanh tay thì được, chậm tay là hết nha cả nhà. Áo em đang mặc á, L103, bấm nhanh. Rồi em về đúng được 50 cái các chị ơi, đúng 50 chị nhá, chốt đúng 50 chị thôi. Cái này không có nhiều để về thêm mọi người ạ. Mọi người phải biết những cái hàng hiếm như thế này là em phải săn loài mắt luôn các chị ơi. Về nhà nhận hàng này, trời ơi nước sướng. L103 kèm ngay số điện thoại cho em. Đáng nhẽ em phải dặn chúng nó là mã này lên mã là siêu phẩm. Ủa cái tay này, trời đất ơi. Nào nhanh tay thì được, chậm tay là hết cho em nhá. Rồi chị Phạm Huệ một chiếc, chị Hồ Bé, chị Mi Pha. Rồi chị Thu Trang, chị Hương Cường, chị Phạm Huệ cho em, chị Góc Quất, chị Mi Trà, chị Thiên Thiên. Em chốt đúng 50 chị là em qua mẫu luôn. Em lên tiếp tục cho các chị một mã siêu phẩm này nữa cơ. Chị Không Lo Nghĩ có, chị Chi Nina, chị Thủy Linh Nguyễn có cho em. Hết đen cả nhà ơi, hết đen. Em bảo là không còn một cái nào luôn á. Rồi bắt đầu cho em nhá. Rồi nhanh tay các chị ơi, nhanh tay, chị nào nhanh tay thì được, chậm tay là hết. Chị Thơm Lê, chị Thúy Hồng, chị Béo Heo. Trời ơi, xuất sắc các bác đúng không ạ? Mã siêu phẩm, cố mà chốt bằng được cho em mã này nhớ. Em mọi người, các chị là đỉnh của chóp lắm. Đỉnh của chóp là thật sự đấy các chị ơi. Đỉnh của chóp, trời ơi. Ủa ơi, lướt comment này, chị Emily này, chị Thúy Hồng. Rồi chị Đặng Hương cho em có luôn, chị Lu Neo. Rồi chị Trần Kiêm, chị Nguyễn Phượng. Quá nhiều chị đang lên đơn mã này, chết rồi, toang rồi. Toàn những con siêu phẩm này luôn các bác ơi. Chắc phải đợi hàng, em không nghĩ là hàng có về thêm.
ơi, chịu, không thể làm gì hơn là cho chị một cái máy em ơi. Không thể làm gì hơn mã này được. Không còn hàng đâu các chị ơi. Không còn hàng. Ôi, em bảo nó cháy hàng mà. Cháy hàng toàn tập chị Lan Trang Thiện này, chị Tiết Mai. Rồi, chị Cà Chua, vâng ạ. Chị Diệp lên bỏ áo em mặc áo len nhé. Chị Trần Thành em lại qua mã luôn nhé. Cho chị con K56 này chơi lớn này. Các chị chuẩn bị tinh thần tập trung nhá. Tập trung. Bác nào chia sẻ có ngay được mã này. Còn chị nào không chia sẻ em xin phép là hủy đơn. Tại vì mã này em về đúng được cho các chị 50 cái. Duy nhất 50 chị được chốt đơn con áo K56 này nhé em. Em bị sót ấy. Em bị sót và em bị hoàn về. Tổng là 50 cái. Được cho các chị. Áo này em xin phép qua mẫu nhá. Để nó thế nhá, để dành tối. Tối là các chị buổi tối là các chị đâu lại các chị lại đòi. Để thiệt. Tại vì tối qua các chị đã săn được màu đen. Ôi, eo ơi. Em thề là nó phê, hết sức phê cả nhà. Nó đỉnh lắm luôn đó chị ơi này. Nhìn cái áo này. Nó đỉnh, đỉnh của chóp luôn đó chị thấy không? Này, con đỉnh của chóp là điều thật sự nào. Các chị ơi, tập trung nhá, tập trung. Lên áo này cho em là sẽ là K56. Hôm nay chị nhận hai cái áo sơ mi. Sơ mi giá rẻ mà vải đẹp thì thôi rồi. Chị Lài ơi, trời ơi, em cảm ơn chị Phương thế chứ lị. Phải khen như thế. Rồi, nhưng mà các chị khen nhiều quá là khách em sợ là ừ, chắc là nó thuê người ta feedback nhá. Nha. Lên áo này cho em là K56 đi. Thật sự là em đang cần tiền đó chị, thật sự. Lên K56 cho em nhá. Này. Em tặng các chị áo này, các chị đừng có sốc nhiệt nhá. Tặng cái giá mà. Cái giá mà thật sự là đi nhập còn chạy không được luôn đó chị. Này, lên cho em là K56. Ở chưa? Em bán tặng các chị một cái giá mà chị em mình gọi là long lanh cuộc đời. Áo em mặc là L403. Chị nào lấy áo em mặc comment cho em là L403. Kèm số điện. Em ơi, cho con áo L403 đằng sau ơi chị đi. Thì cho cái gậy xì lên em ơi. K56 cho em lại này. Ngày hôm nay chị em mình sẽ liên hoan mã này. Chị em ta sẽ là liên hoan một cái mã siêu đỉnh. Em còn đúng 50 chiếc nhá. Đen hết sạch đúng không? Em còn đúng 50 chiếc. Ủa, này cho lên hội chị đi. Em còn đúng 50 chiếc, em liên hoan cho các chị ngày hôm nay. Giá không cần nghĩ luôn, chỉ cần bấm không cần nghĩ các chị ạ. Này, em tặng lớn nha. Giá chị nào chia sẻ em có đơn nha. Em đang suy nghĩ hết nước chấm nha. Em đang suy nghĩ mức giá nào cho các chị thôi, tặng các chị nốt đi. K56 đi. Đằng sau có 3 cái cúc này. Đẹp tuyệt vời, 65 cân trở về. 39.000. Em tặng các chị 39k, được chưa? K56 và kèm ngay số điện thoại cho em. Em tặng các chị 39.000 đồng cho máu đi. 39k. Chốt đúng 50 chị có chia sẻ livestream. Hôm trước em bán được các chị 69.000, 59.000 là quá tuyệt vời. Hôm nay bán 39.000 luôn, được chưa? Lên cho em lại mã là gì? K56 và kèm ngay số điện thoại. Em nói với các chị là long lanh nhá. 65 cân trở về em nhận đơn dáng này. Cứ phải gọi là đẹp như thế này. Hết nước chấm luôn, được chưa? 39.000 đồng cho em. Nào mình lên cho em sẽ là gì? K56 và kèm ngay số điện thoại. Em xin phép tặng mọi người là 39.000 cho con siêu phẩm này. À đây đây chị em mới đứng lên. Em biết là các chị sẽ hỏi đứng lên đi em. Đây. Con này các chị mặc phải trẻ ra được 3-4 tuổi là ít nhá. Đó. Lên rồi em sẽ là K56 và kèm ngay số điện thoại. Mình mặc đôi, mặc team, mặc nhóm, mặc chung với con gái, mặc chung với em gái đều ok cho em. Áo này ai cũng mặc được, được chưa? Chị nào ví dụ được em, học sinh, sinh viên, người đi làm, người có gia đình, ừ, tầm khoảng độ cho em là tầm 40 đổ xuống là ok, thoải mái cho em. Lên cho em là K56 á, thậm chí là những cái chị mặc 4 mấy thôi chị ơi, kiểu bầu bí ấy, mình vẫn mặc được cho em những dòng này, em tặng các chị 39.000 đồng. Rồi, lên cho em là K56 á, chị Nguyễn Nhung 56, chị Oanh Nguyễn, rồi chị Hà Hoàng 39.000. Rồi chị Hiếu Bi cho em, chị Thùy Kít này. Rồi chị Quy Đỗ cho em K56 á. Lên cho em là K56 cho em nhé. Chị Hiền Trần, chị Thảo Phạm, chị Thiên Vương, chị Lan Đinh, chị Thúy Hằng. Rồi ơi, 39.000. Chị Ngọc Mỹ cho em này, chị My Trà, chị Cần Trần Khiêm. Rồi chị Thúy Hồng có cho em K56, chị Huyền Trang có luôn. Lên cho em là K56 cho em là có đơn hàng, chị Mai Linh Nguyễn ạ. Rồi 39.000 cho em mã siêu phẩm này. Chị Thúy Quỳnh có, chị Oanh Nguyễn, chị Mai Phan, chị Trâm Nông. Rồi chị nào lấy chị Trần Ngân có cho em 39.000 đồng mã K56 và kèm ngay số điện thoại cho em nhé. Chị Hiệp Lê có, chị Mimi có, chị Phúc Phúc có, quá đẹp luôn, trời đất ơi. 39.000 đồng cho em mã siêu phẩm này. Chị Hoàng Phượng có, chị Thanh Thanh rồi. Em tặng các chị gái là 39.000, chắc là em bao đẹp luôn, mát, mềm, mịn, sướng. Chị Phan Hường, chị Quyên Trần, chị Thanh Quỳnh, chị Tuyết Lạnh. Em tặng các chị 39.000. Nhanh để em qua cho các chị mã siêu phẩm len nhé. Len cho em là K56 ạ, đơn giản dễ mang. Cái nào đơn giản thì mặc rất là đẹp luôn.
chị nhá, mặc lúc nào được, năm này đến năm kia đều ok. Áo phía sau là L103 cho em là có đơn hàng rồi. Chị Hải Tú có cho em, chị Trâm Long, chị Phạm Đào, chị Trâm Lê, chị Lan Đinh ok, chị Phượng Phượng. Em còn ba cái nữa em qua mẫu nha cả nhà ơi, quá tuyệt vời đúng không ạ. Chị Thanh Thanh có, chị Minh Chín nè, em qua mẫu nha các chị ơi, em qua mẫu nhá. 39.000 các chị không mua thì mua cái gì bây giờ đúng không? Có 39.000 một cái con áo kiểu đẹp như thế này, khách nhà em đã thẩm rồi, cho phản hồi được. Em ơi có hai con máy hoa tặng nốt cho các chị đi đây. Máy hoa đấy, máy hoa đấy tặng cho các chị mấy chục nghìn đi. Con đấy em áo đấy là L103, áo chân sau là L103 cho em. Đúng rồi, là em nhập danh dự nhá, em đang báo là 200 mấy, em nhập vào là 180. Các chị lên xem là sẽ là xả váy hoa. Em xả con máy hoa này cho các chị luôn 69k, chưa bao giờ em bán luôn 69.000 đồng. Em có size S và size M. Size S là các chị đến cho em là 53 và size M đến 55. Xả váy hoa cho em 69.000 đồng, rẻ như bèo, rẻ như tặng các chị luôn. Xả ba cho em là có đơn hàng. Mình lên cho em là sẽ là xả ba nhá, 69.000. Áp dụng chị nào chia sẻ livestream, chị nào mua được trước 200 mấy là biết. Em còn hai chữ em xả các chị 69.000. Xả ba và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Nào các chị đủ màu em ơi. Xong này đủ màu chưa? Đâu? Nhìn đi đã hay rồi. Ba màu đâu ạ? Tiếp tục cho em một cái mã len sọc các chị ơi, len siêu phẩm. Một cái mã len mà các chị ngất ngây luôn. Trời ơi, len này. Len siêu phẩm nha em các chị ơi, len cao cấp. Rất đẹp lắm, hàng đầu vu bao giờ là những cái hàng mà được chọn lọc kỹ càng nhất các chị ơi, có thời gian chọn lọc. Và người ta cũng làm cho mình ấy nó kỹ càng, không phải dùng giống như đời giữa vụ không? Ủa, siêu phẩm các chị ơi, L104 nha em. Siêu phẩm L104 các chị ơi, bấm nhanh tay cho em con siêu phẩm này. Chất cực phẩm nhá. Con màu đen chứ, 4 màu ạ. L104 cho em siêu phẩm áo len em mặc ạ. Đơn giản, dễ mang, ai cũng mang được. Em sẽ có màu cam này. Đây là màu cam các chị ơi, màu cam cam này. Màu em đang mặc sẽ là màu đỏ này. Em có màu nữa cho các chị là màu nâu và màu hồng nhá. Áo này các chị lên cho em là L404 ạ. Trời đất ơi, em nói với các chị là tuyệt vời giai nhân. Đỏ, nâu, cam, hồng, toàn màu siêu phẩm, len nó mềm, nó mịn các bác. Lên cho em lại ngay và luôn là L404. Các chị nghe cái giá em bán tặng này. Trời ơi, chất nó đẹp lắm. 65 cân trở về em nhận đơn nha mọi người. 65 cân trở về em nhận đơn cho các chị luôn. Chất len nhà em này cả nhà ơi. Nào em tặng các chị luôn 79.000 một cái luôn ạ. Em tặng các chị 79.000 một cái luôn nhá cả nhà ơi. Bấm nhanh tay cho em con này. Em sẽ có cho các chị là màu cam, à màu đỏ này. Rồi L104 màu, màu này là màu cam. L104 cho em màu nâu. L104 cho em màu này là màu hồng. Trời đất ơi, 79.000 các chị ơi, toàn màu đẹp cho em như thế này, xuất sắc. Lên ngay và luôn cho em mã là gì ạ? L104 áo len. Len mông tơ vi nhớ cả nhà, len mông tơ vi dòng cao cấp. Em tặng các chị 79.000 đồng cho em áo len này. Trời ơi, xuất sắc. Len các chị ơi, cứ sờ len len này, các bạn đỉnh như thế này. L104 chị Trần Khiêm, L104 chị Trâm Lê, 79.000 đồng cho em. Áo phía sau là L103, các chị đến siêu phẩm không? Áo các chị nhìn cái quả len cho em này. Trời đất ơi, em đang mặc là cam, em mặc đỏ này. Màu này mình lên cho em là hồng. Màu này mình lên cho em là màu nâu. Và màu này các chị lên cho em là màu cam. Siêu phẩm áo len các chị ơi, tranh thủ chốt nhé. Rồi chị Mai Neo 1 này, chị Hoài Phương này, chị Hà Nguyễn 2 cái, ok bác này, chị Việt Nesty có. Rồi L104 ngay cho em, chị Củ Cải có cho em này. Trời đất ơi, mỗi màu 10, trời ơi. Hết mà thôi nha các chị. Toàn những cái dòng siêu phẩm em xả cho các chị 79.000 đồng. Trời ơi, chị Hiếu Bi có L103 nhá. Comment cho em áo này là L104 á. Màu nào cũng đẹp, em đang mặc là cam. Những cái màu này thì nó gọi là quá là truyền thống, đơn giản, dễ mặc, ai cũng mặc được. Em có cam nhé. Em đang mặc là đỏ đi. Màu này mình chốt cho em là cam. Màu này mình lên cho em là màu nâu này. Trời ơi. Và màu này cho em là màu hồng. Trời ơi, đẹp chưa? Toàn những cái len đẹp đẹp thôi các chị ạ. Chị Nhân Trần có cho em, chị Hoài Phương này, chị Tuyết Nguyễn 2 cái này. L104 cho em nhé cả nhà. Áo em mặc là L104 á, chị nhìn hàng này, con này em có ít thôi. Con này thực sự em về rất là ít nha cả nhà, không có nhiều. Đây là chị nào lấy nhanh thì mình comment đúng hộ em là L104 ngay cái mã siêu phẩm này. Len tuyệt vời các chị, em sẽ mặc xong màu khác này. Em sẽ mặc xong màu hồng cho các chị xem nhá. Màu nào cũng đẹp. Đơn giản, dễ mang, ai cũng mang được. Những cái dòng như thế này cho em màu hồng này. Tuyệt vời chưa? Comment cho em là L104 và kèm số điện thoại nhá. Em tặng các chị là 79.000 đồng cho em. 79.000 đồng cho em một mã siêu phẩm này. Trời ơi, màu nào cũng đẹp. Chị ta đi mỗi màu 3 cho em ok. Ngay tay vào luôn cho em nhá. Trời ơi, quá đẹp các chị ơi. Siêu phẩm đấy.
chị nào lấy chậm là hết L103, đằng sau là L103, thêm mã siêu phẩm này cho các chị gái L104 á, chị Lợi Trần có thêm này, em qua mã này cho các chị luôn, qua mã luôn nhá. Rồi em qua mã luôn L104 và kèm số điện thoại cho em. Ủa ôi, tiếp tục cho các chị em chồng này, các chị phê em. Màu này mặc lên rất là tây và rất là đẹp luôn. Các chị nhìn thấy tay của nó không?
79.000 đồng trên một cái. Con bên trên là L12, chất đanh lắm. Rất là đanh. Đanh mịn xịn sò nhá, chị chỉnh trận L12 này. Rồi chị Linh Bùi L12 này. Con bên trên là L12 cho em nhá. 79k một siêu phẩm. Áo này đẹp lắm, các chị cứ sờ chất lên mà sợ. Nó quá là tuyệt vời nhưng em không giao hàng được chị ơi. L12 cho em và kèm số điện thoại. 79.000 đồng cho em nhá. Tặng các chị gái là 79.000. Vừa mặc thành áo khoác, vừa mặc thành áo len bình thường cho em được. Rồi, L12 kèm số điện thoại. Nhanh tay các chị ơi, cho chị một mã xả bộ em ơi. L12 và kèm số cho em luôn là có đơn hàng. Đây. Không thì em sẽ lên nhà em còn ít không lắm. Nói chung là không là còn rất ít. Không còn cực kỳ là ít nha cả nhà ơi. Phong này các chị lên cho em là A32. Kèm số điện thoại A32. A32 lên quần gì mới được chứ ạ. A32 và kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Áo phông nhá. A32 và kèm số đồng nai giao hàng được ạ. Trừ thành phố Hồ Chí Minh ạ. A32 và kèm số điện thoại cho em. Và trừ những chỗ nào bị phong tỏa nhá cả nhà. Ôi đất ơi, em tặng các chị luôn con áo phông này đẹp tuyệt vời các chị. 49k. A32 phông dáng rộng, hàng này em toàn bán 95.000. Toàn bán 95.000, chị Huyền Trang cứ bảo like chân váy nhưng em có chân váy gì đâu mà like. Dưới 95 cân mình chốt, à quên, cái này là được cho em bán 95.000. Dưới 65 cân em nhận đơn nhá. A32 em tặng các chị 49.000. Áo phông Quảng Châu. Đấy, A32 Vĩnh Phát. A32 và kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng các chị ơi. Đấy, em tặng các chị 49.000 đồng cho em áo siêu phẩm này. 40 cân đến 65 cân chị em mình chốt đơn cho em áo này nhá. Có màu hồng và có màu xanh. Áo phông Quảng Châu chất đẹp lắm. Em xả các chị nốt là 49.000. Chất các chị cứ nhìn hộ em luôn này. Từ cái form, từ cái túi bóng nó đựng này. 49k nhá. Cứ lên đúng hộ em sẽ là A32 và kèm số ạ. Chất thì bao đẹp các chị ơi. Bao đẹp, bao phê, bao mê cho em như thế này. Em tặng các chị luôn là 49.000. Lên đúng cú pháp cho em là A32 và kèm số điện thoại. Ai lấy xanh thì các chị chốt xanh, phong dáng rộng cho em. Còn ai lấy hồng thì mình chốt hồng cho em nhé cả nhà ơi. Em cũng biết là tùy từng chỗ thôi. Mình cứ lên mã kèm số cho em xin địa chỉ em sẽ sót. Nếu mà gửi hàng được, bên em sẽ gửi hàng cho mọi người. Còn không thì hẹn các chị vào lúc nào hết dịch hoặc vào một ngày gần nhất có thông báo ship hàng, bên em sẽ ship nha cả nhà. Lên cho em lại luôn mã này là A32, chất đẹp lắm, chất đẹp tuyệt vời. Em xả các chị luôn 49.000, chẳng ai bán đâu ạ. Hàng Quảng Châu cao cấp mà xả giá còn rẻ hơn giá bình dân, còn rẻ hơn cả giá bình dân luôn, các chị thấy công nhận đúng không? Nhìn cái chất hộ em này, nhìn cái tag mark hộ em này, đấy các chị thấy ai bán cái áo ạ? Ai bán cái áo mà như thế này mà nó bo viền như thế này cho chị em ta đúng không ạ? Có ai lên cái mã này cho các chị 49.000 không? Không có luôn. Phong dáng rộng mặc đơn giản dễ mặc được chưa cả nhà? Comment cho em là A32 và kèm ngay số điện thoại em có mẫu nhé. 49.000 đồng cho một mã siêu phẩm này, chất đẹp lắm, đẹp long lanh luôn. A32, chị nào lấy A32 mình chốt là A32 cho em. Rồi tiếp tục lên cho em bộ này, xả mấy em nhỉ? B180 đúng không? Bộ Mickey hôm nay xả nốt đi. B180 và kèm số điện thoại cho em bộ Mickey. Comment cho em là B180 bộ Mickey nhá. Thôi hôm nay xả các chị nốt bộ này luôn đi, Mickey. Xả chị em mình luôn, giá rẻ còn hơn gọi là. Còn B171 chị ơi, em xả chị em mình luôn 69.000 đồng bộ này. Comment cho em là sẽ là B180. Em xả các chị 69k. Bộ này các chị cứ chốt đến cho em là dưới 60 cân. Dưới 60 cân trở về cho em nhá. Em xả các chị luôn là 69k một bộ đồ. Tí nữa vài em xả nốt toàn máy đẹp á, toàn máy đắt á. Em xả nó các chị nốt rẻ lắm, có mấy chục nghìn thôi. Rồi mình lên cho em mã là gì đấy các chị ơi? B180. B180 và kèm số điện thoại, em xả các chị là 69.000, em còn sót đúng 10 bộ. Cái này em còn sót đúng 10 bộ nhá, em xả các chị luôn 69.000. Quá đẹp. Comment luôn hộ em sẽ là B180 nhá. Còn mấy bộ thôi, còn chục bộ em xả các chị nốt 69k này. Cái quần phong đẹp lắm, chắc đẹp, rất xịn sò cực kỳ luôn. Comment cho em là B180 nhá. Vừa bán vừa tặng xả các chị luôn với giá là 69.000. 69.000 đồng cho em, chân váy làm gì có, chị Huyền Trang cứ bảo lên chân váy, có chân váy gì đâu mà lên ạ. B180 cho em nhá. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Rồi, nhanh tay đi được, chậm tay là hết, dưới 60 cân. Dưới 60 cân các chị em mình chốt đơn áo tay hến cho em như thế này. Em xả các chị luôn là 69.000. Cứ lên đúng hộ em là B180, chắc đẹp chưa các chị thấy quần không? Cái quần có túi cho em như thế này luôn, chị em mình có đến 62. 62 cân trở về là mình chốt đơn cho em mã này. Vừa bán vừa tặng các chị luôn là bao tiền 69k cả bộ đồ cho em, bộ Mickey. Và túi của nó là dòng túi zip cao cấp cho em như thế này, đẹp lắm. Làm gì ai bán giá 69.000 các chị nhỉ? B180. Bộ này lên cho em là B180 nhá, chị ba B180. 69.000 chị Mai Ly một bộ. Ủa chị nhìn cái dòng túi zip này. Phê đúng không? Cái dòng túi zip rất là đã luôn. Em ơi cái máy đắt, em hãy tặng nốt này. B180 và kèm số cho
xem nhé, chị Ánh Dương có đấy, chị Ly Tuyết có đấy. Các chị nhìn kỹ xem, từ tag mark, từ cái hình này, từ cái túi đựng của nó này, em tặng các chị là 69.000. B180 ạ, B180 chị Đậu Lương, B180 chị Mai Phan, B180 chị Kim Biên, B180 chị Kim Biên có rồi, B180 chị Ly Tuyết, 69.000 đồng cho em nhé. Quá đẹp, quá đỉnh luôn nhé chị ơi. Comment cho em là B180 cho em là có đơn máy này, còn máy cao cấp em trả rẻ nốt. Toàn máy cao cấp em xả rẻ nốt các chị ơi. Váy này toàn máy cao cấp thôi. Em xả các chị giá còn rẻ hơn là cả giá em nhập vào gấp ngàn lần cơ các chị ơi. Lên váy siêu cấp này, những cái váy này em nhập vào toàn 200. Toàn 200.000 em chấp nhận xả lỗ nhá cả nhà. Váy này các chị lên cho em là xả. Lên cho em là sẽ là xả 10 đi. Xả 10 váy này, xả 10 các chị ơi. Siêu phẩm nhà em xả 10 cái váy tắp ta các chị ơi, nghe cái giá em đúng là em bán cho các chị giá bắn tim. Em có màu nâu, màu kem và màu trắng, em có 2 size M. Em thề danh dự váy này em nhập vào 220. Lên cho em là xả 10 váy tắp ta hàng cao cấp, có 2 size M. Trời ơi các chị ơi, quá đẹp, em xả các chị luôn này. Em xả luôn cho mọi người con nào, con váy này 79.000 đồng luôn nhá. Xả 10. Kem nâu trắng em chấp nhận xả lỗ 79.000. Ra shop mua váy này 300-400 được chưa ạ? Váy tắp ta chất rất là đẹp cả nhà ơi. Áo đằng sau comment là L103 cho em thôi. Comment của em sẽ là gì đấy các chị ơi? Xả 10 nhá. Nhanh tay thì được, chậm tay thì hết. Có kem, có nâu, có trắng, có kéo đằng sau. Size S đến 52, size M đến các chị đến 54 cân. Nhanh thì được, chậm là hết các chị gái nhá. Rồi, áo đằng sau các chị không cần hỏi giá đâu. Cứ lên mã cho em là L103 rẻ bèo. Áo đấy em cũng cần hết rồi. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết các chị này. Eo ơi, siêu phẩm đình đám cho xả 10 ngay và luôn cho em mã này. Có kem, có trắng và có nâu. Comment đúng của em sẽ là xả 10 cho em nhá. Không là đơn à. Xả 10 ngay và luôn kèm số điện thoại cho em. Váy tắp ta siêu phẩm 79.000. Cầm con váy này 79.000 đâu ai bán cho các chị được nhá. Hàng thiết kế 2 size SM. Siêu phẩm các chị ơi. Một nâu ở đằng sau. Lên cho em là xả 10 ngay và luôn cho em dòng siêu cấp 79.000 đồng em xả lỗ cho các chị 79k. Đẹp tuyệt vời chưa? Các chị thấy không ạ? Lót này. Ôi lót các chị ơi. Lót này, rồi đất ơi. Đẹp thật, 79.000 đồng cho em xả 10. Xả 10 là kèm ngay số điện thoại. Chị nào đấy xả 10 mình chốt là xả 10 cho em. Xả 10 nâu. Yên tâm không lộ nhé, xả 10 trắng. Xả 10 kem. 79.000 đồng. Xả 10 nhanh tay thì được, chậm tay thì các chị quay ôm mất lượt. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Lót 2 lớp lót cho em như thế này em xả hết 79.000. Comment cho em là xả 10, còn ít lắm. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em luôn. Váy hoa này. Váy hoa em xả tắt tật tật cho các chị nên váy như thế này. Xả 11 nhé. Váy hoa lên cho em là xả 11, em xả nốt. Váy hàng xịn đấy. Hàng này các chị đi săn ngoài rất là hiếm luôn. Xả 11 các chị ơi. Váy này Alonso XYZ em xả các chị luôn 79.000. Xả 11 em có 2 size M nha. Có vàng này, có xanh, có kem, có đỏ, em xả các chị gái là 79.000. Thu vé hàng các chị ơi. Quá đẹp cho em như thế này. 79.000 đồng cho em xả 11. Size S là các chị đến 52-53. Size màu thì đến 54-55 cân cho em nhé. Ủa đất ơi này. Trời đất ơi các chị ơi. Có này, trời đất ơi. Váy hoa xả 11 các chị ạ. 79.000 đồng cho em. Trời ơi ai mà đẹp như thế này. Xả 11 em có vàng, có xanh, có kem. Và có màu nữa cho các chị là màu đỏ cho em như thế này. Áo đen à. Nhanh thì được, chậm là hết nha. Bác nào nhanh tay thì được, chậm là hết. Ôi các chị ơi, nó có mấy dáng hoa nhưng mà nói chung là hoa nhé cả nhà. Nói chung là hoa cho em. Rồi 79.000 đồng các chị. Comment cho em là xả 11. Có cả đen cho các chị như thế này. Có toàn màu hoa đẹp thôi. Em chốt size nhé cả nhà. Chốt size, chốt màu cho cả nhà. Đơn hôm qua thì em chưa gọi hết. Có cái thì kèm cả đai. Cái đen này là dáng baby doll này. Nói chung là hoa hề các thứ em chung quy cho mọi người luôn. Lên cho em là xả 11 em có đen nhá. Xả 11 em có đỏ này. 2 size SM. 2 size SM cho em xả nốt 79.000. Xả 11 em có vàng. Chưa bao giờ bán cái giá này cho các chị gái đâu. Tuyệt vời cho cả nhà ơi. Siêu phẩm cho các chị ơi này. Dã man cho em xả hết lót ở bên trong, yên tâm cho em nhá. Rồi màu kem này. Em có màu kem nữa này. 2 size SM nhá. Rồi và màu nữa cho em sẽ là màu xanh. Tuyệt vời cho các chị ơi, 79.000 đồng em xả nốt. Comment của em là xả 11, bấm nhanh cho em mã này nhá. 79k. Giá chưa bao giờ ngồi đến đúng không các chị? Không thể ngồi đến luôn. Sợ thật. Em xả các chị 79.000 đồng. Xả 11 và kèm số điện thoại. Xả 11 chị Nhung KT. Xả 11 chị
chị có may mắn, chị Phương Vân, chị Oanh Nguyễn xả 11 cho em 79.000 đồng, chị Huyền Trang. Rồi nhanh thì được chậm là hết các chị nhá. Chị Thúy Đặng cho em có luôn. Chị Nhung KT có rồi, 79.000 đồng ấy chị ơi. Hàng thiết kế em có size S và em có size M. Chị nào lấy size nào mình lên đúng hộ em sẽ là xả 11 cho em, 79.000 đồng cho em nhá. Em qua mẫu luôn, siêu phẩm đấy. Chị nào cố gắng là chốt xanh được cho em mã đấy. Cái này còn nhiều em nhỉ, có một màu này đúng không, L102 có đỏ ấy. Siêu phẩm tiếp nữa các chị ơi, lên siêu phẩm tiếp nữa cho em. Rất nhiều váy hoa thì em xả nốt rẻ lắm. Váy hoa em xả cho các chị siêu rẻ bèo luôn. Ôi. Siêu phẩm áo len. Áo len siêu phẩm các chị ơi. L118. Trời ơi, áo len siêu phẩm các bác ơi. Ôi, các chị nhìn áo len hộ em này. Cái áo này như có một màu nữa mà em, màu đen nữa. Cho chị màu đen đi. L118. Có màu đen. L118 cho em luôn, áo len siêu phẩm với chị ơi, qua cháy hàng mã này. L118 các anh em. L118 ạ. Em có màu kem màu xanh len cao cấp, len này mặc mát lắm. Mát mềm mịn sờ rất là đã đời luôn, các chị miền Nam vẫn mặc được kem áo len này. Nhiều chị mua áo len nhà em là nghiện luôn các chị ơi, nhìn len này. Len nó mặc nó mềm, nó mịn, nó mát, nó không bị ngứa nhá. Nó không bị ráp luôn, sờ nó rất là mềm mịn luôn. L118 em có kem, có đen và có xanh. Len rất là đẹp các chị ơi, nhìn cái sợi len của em này, nó mềm, nó mịn, nó mát. Rồi em tặng các chị luôn giá rẻ bèo bằng 1/2 giá thị trường. Giá thị trường toàn bán những dòng len này cho các chị ơi. Toàn hàng 130, 140, 160 em tặng các chị 79.000. 79.000 đồng cho em con áo len siêu cấp. Len cho em là L118, mã này cho em là L118 ạ. Ôi chị ơi, siêu phẩm chưa? L31 em lại còn cho chị, L31 em ơi, siêu phẩm chưa? Em có màu kem, màu đen, màu xanh. Comment cho em lại là L118, 79.000, len nó mềm lắm. Len nó mềm, nó mịn, nó mát siêu phẩm các chị ơi, nhìn này cái chất len này. Em ơi cái chất len mà các chị sờ nó đã đời này. Sờ nó đã đời cực kỳ luôn cho em cái chất len như thế này, 79.000 đồng cho em. Comment cho em là L118 nhá, có xanh, có kem và có đen. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn thoải mái cho em dòng này. Em xả cho các chị với giá là 79.000 cho em áo này, rất đẹp. Áo này chị nào không lấy một câu lại tiếc đúng không? Tiếc đứt ruột luôn. 79.000 đồng vì sau hôm đấy mình bán ở nó bán 79.000 như hôm chốt, mình ra ngoài mua lại toàn 200 mấy, toàn 200 mấy một em này thôi. Comment cho em là L118 nhá, 79.000 đồng em tặng nốt 79.000. L118 cho em là có đơn rồi. L118 chị Tây Quỳnh này, L118 chị Cô Độc này, L118 chị Mai Ly này, 79.000. L118 kèm ngay số điện thoại cho em là được. Em có màu kem này, có màu đen và có màu xanh nhá. L118 chị Thúy Hát, à Thúy Hít này, chị Mai Bùi à, 79.000 đồng cho em nhá. Nhìn chất len là các chị biết hàng như thế nào, siêu phẩm ấy, chất đẹp lắm. Len này sờ mềm, sờ mịn, sờ mát vô cùng, đơn giản dễ mang các chị ạ. 79.000, L31 cho chị lên luôn em ơi. Rồi comment cho em là L118 nhá. Cái này các chị mở khóa cho em được, đủ màu chưa, có đen chưa, hay đen hết rồi. Mà hôm qua này bán lọc ra. L31 các chị ơi, siêu phẩm nha em, L31. L31 và kèm số điện thoại cho em L31 nhá. Bấm nhanh tay cho em này. Vô đấy chị cái đèn đi mình. Comment đúng rồi em, mã này là L31. Áo mà em tự tin em bán rẻ cho các chị, rất rẻ luôn rồi. Áo này ra ngoài mua các chị đảm bảo mua 120. Ra ngoài toàn có thể shop bán 120, 140 không à. Em có đen nhá, có tím than và có kem L31. Các chị nghe cái giá em lại bán này. Giá này em bán số lượng cái này lên đầu nghìn rồi. Lên cái mẫu này á, chỉ mỗi mẫu này thôi đã là lên đầu nghìn rồi các chị ơi. Rồi 79.000 em, 79.000 đồng cho em L31 ạ, chất siêu đỉnh. Comment cho em là L31 và kèm ngay số điện thoại cho em áo len siêu cấp VIP. Em có màu kem, màu tím than và màu đen, 40 cân đến 65 cân em nhận đơn. Len nó mềm, nó mịn, chắc len này em không cần quảng bá nhiều đúng không? Khách nhà em mua cái là về tự quảng cho nhau ấy, tự quảng bá cho nhau, tự quảng cáo ấy. Đấy chị mình rủ nhau mua, em ơi mua cái nhà này này, len nó đẹp lắm. Kiểu gì sau mình cũng phải mua những cái dòng này. Em có tím than, có đen và có màu kem nhá. Còn ba cái đen này. Thế thôi, ba cái đen mình nhận đơn đi. Len cho em là L31 các chị ơi, 79.000. Trời đất ơi, áo đằng sau em hết đen. L31 và kèm số ngay và luôn cho em là siêu phẩm ạ. Siêu phẩm đỉnh đán các chị ơi, nhìn cái chất cho em này. Nhìn cái sợi len mà các chị đã mê cuộc đời này. L31 em bắt đầu nhận đơn nhá, 79.000 đồng. Siêu phẩm, siêu phẩm trên mọi siêu phẩm, toàn len đẹp cho cả nhà ơi. Tranh thủ đầu vụ các chị ơi, len nó đang còn gọi là, nó đang gọi là gì, len còn là chưa nhiều ai bán thì các chị mua được cái
cái giá rẻ cho con sau vào vụ á. Cạnh tranh nhau lắm các chị ơi này, 79.000 đồng cho em yên tâm lên đẹp nhá. Rồi chị Tây Quỳnh có L31 này, chị Kim Biên, chị Nhung Vũ, chị Thu Hạnh, chị Anh Dương. L31 cho em là có đơn hàng. Rồi chị Thảo Linh, chị Nguyễn Dung. L31 và kèm số cho em nhá, 79.000. Chị Nhung Vũ có cho em này, 79.000 đồng cho em L31, chất đẹp tuyệt vời, có kem có tính than. Em còn kem em còn tính than nhá. Chị Thu Hạnh có cho em 79.000. Chắc len cái chị sờ nó đã đổi luôn, chắc len nó đanh nó mịn lắm luôn. Chị Nguyễn Thu L31, chị Anh Dương L31, các chị nhìn hộ em cái len nhà em này. Hàng này ngoài chợ đang bán buôn 100.000. Ngoài chợ đang bán buôn 100.000 các chị nhá. Đấy, chợ Ninh Hiệp đang bán buôn 100k này các chị ơi. Chị nào có ra, đúng không, chị nào mà có đi về mua về bán shop ấy, biết là nó đang bán là 90.000, 100.000 nhá. Em bán các chị 79.000 đồng cho em mã này. L chị Minh Trí có cho em, rồi chị Ngọc Diễm có cho em luôn. L31 cho em 79.000 đồng, quá đẹp, chất siêu đẹp. 40 cân đến 65 cân em nhận đơn. Em mặc xong màu kem cho các chị xem. Hết rồi, em bảo lấy thêm đi. L31 và kèm số cho em nhá, 79.000 con mã em ơi. Cho chị mẫu len khác đi, màu tím than đang còn này. L31 em còn màu tím than em mặc nhá, kem hết. L31 và kèm số điện thoại cho em 79.000. L31 quá đẹp luôn. Em con mẫu này luôn nha cả nhà ơi. Rồi 79.000 đồng cho em L31 đẹp lắm. Chị nào mà không lấy lại tiếp nha. Đây cho kèm cao thì K56 ra đi. Rồi lên cho em mã tiếp theo nào. Rồi mã siêu phẩm chị ơi. Ôi, quá nhiều mã lên đẹp ở đây. Ở đây có quá nhiều mã lên đẹp. Ở đây bán lên đẹp các chị. Đây, lên cho các chị con cao cấp này. L88 các chị phải chốt ngay nhá. L88 các chị ơi, phải chốt nhanh. Chốt nhanh cho em là không hết hàng. Ôi, L88 các chị ơi, L88 lúc sáng bảo em sẽ không lấy thêm. L88 cho em là có đơn hàng các chị. Áo beo A11 em lại còn. Các chị con áo beo mình, con áo beo báo, con áo beo beo A11 với gypsy đấy. Rồi lên áo này cho em là luôn các chị ơi. L88 con này các chị chốt chậm nữa là hết hàng. Em có trắng và em có đen. L88 và kèm số điện thoại. L88 các chị nghe giá hôm em lại chia nốt đi. 79.000 áo len siêu phẩm. Con này ngoài chợ vẫn đang bán buôn 90.000 đấy. Hot hit luôn nha cả nhà ơi. L88 em có trắng và em có đen. Len của nó là dòng len bông tơ ghi. Em tặng các chị luôn là 79.000 đồng cho em L88. Cho chị kéo em ơi. Comment cho em là L88 siêu phẩm ạ. 40 con đến 65 con em nhận đơn. Đơn giản dễ mang, có điểm nhấn cho em. Hai màu cho em là đen và trắng. Em tặng các chị 79.000. L88 và kèm số điện thoại, chất đẹp lắm. Tay các chị này sợi len nhà em nó đanh, nó mịn nhá. Dày dặn vô cùng, 40 cân đến 65 cân. Chị nào lấy L88 lên luôn cho em là L88. Con này có ít lắm nên là bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh. Comment đúng hộ em là L88 nhá, 79.000 đồng. Ai lấy trắng thì các chị chốt trắng, còn ai lấy đen thì mình chốt đen cho em. Màu nào cũng đẹp, đơn giản, dễ mang, dễ phối đồ cực kỳ các chị ơi, chất này. Nó dày, nó mịn, nó đanh xịn xò lắm. Comment cho em là L88. Có đen và có trắng cho em nhé, tặng các chị gái 79.000. Ai lấy màu nào comment màu đấy cho em, không lấy thì thôi. Lên hồi em sẽ là L88 nhé. Còn từng chỗ đây thôi, em còn ít lắm, chị nào mà chốt sau là hết hàng đấy. Rồi 79.000. Em sẽ lên cho các chị cả khoác nữa cơ, khoác len, rất nhiều khoác len luôn. 79.000 đồng cho em L88, em bắt đầu nhận đơn nhé cả nhà. Đen và trắng em hai màu. Màu nào cũng đẹp ạ, đơn giản, dễ mặc, dễ phối. Comment luôn hồi em là L88 nhé, 79k. Ôi, cái chất len cho chị này nó sướng, tê tái luôn. 79.000 đồng cho em L88. Rồi, ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy ạ. Chị đến đây thôi. Cắt hàng bom thì lấy anh được. Để nguyên một cái dao kéo lên đấy mà cắt. Một cái để lúc nào lại phải để có một cái kéo nhá. Chị Thiên Vương L88 này, chị Ngọc Diễm L88, chị Phước Trần này, chị Kim Bin. Rồi, chị Thanh Lào này. Rồi, L88, chị Thúy Linh, chị Nhung Vũ này. Chị nào lấy L88 mình chốt em là L88 cho em nhá, 79.000 đồng cho em. Quá đẹp siêu phẩm đấy. Chất len dày và mịn và đanh lắm, 79.000 đồng cho em. Ai lấy màu nào mình chốt em màu đấy. Hai màu cho em là đen và trắng, ok chưa? Chị Đậu Lương L88 len không có sai nhá. Chị Mi Mùi một L88 ấy, 79.000 đồng cho em, len không có sai. 40 cân đến 65 cân. Áo này ra ngoài 180 cho em nhá. Ra ngoài 180 ấy. Chị Hà Hoàng có cho em, chị Đậu Lương này. Chị Nga Nguyễn có L88. Ai thích màu nào các chị chốt màu đấy, em chuyển sang trắng nhá. Em thấy màu nào cũng đẹp, trắng hay đen đều ok. Form đẹp, chất đẹp. Giá là 79.000. Siêu phẩm len. Toàn len đẹp thôi, các chị sờ lên là các chị biết hàng là như thế nào.
Lên cho em là L88 kèm ngay số điện thoại cho em là có đôi màu trắng này đếm nhức nách chưa? Nhức cái nách luôn nhá chị nhỉ? 79k. Lên luôn và lên ngay với cho em là L88. L88 chị Cherry đặng, L88 chị Nga Nguyễn. Nhanh cho em nhá, còn từng đây. Con này em còn ít lắm, chị nào lấy nhanh một chút em qua siêu phẩm này, cho chị con beo em ơi. Một con beo hàng đẹp, hàng cao cấp con A11. Con A11 này là các chị phải lên luôn mã cho em nhá. Tránh trường hợp là hết hàng, tại vì hôm qua em chốt đúng có 10 chị. Hôm nay còn dư cho các chị là tầm gần 10 cái là hết. Con A11 con áo beo. Áo này ra ngoài shop mua 180 em tặng các chị luôn. Rồi chặn con áo beo này. Nó là dòng Zara chất đẹp. 40 cân đến 65 cân em nhận đơn. A11 và kèm số điện thoại. Em tặng các chị luôn. 89.000 đồng cho em A11 con áo beo. Các chị nhìn cái túi là biết hàng như thế nào rồi. Cái túi nó đỉnh như thế nào luôn nha cả nhà. Chứ phải tự nhiên một cái hàng có 30-40 nghìn nó làm cái túi này làm gì đâu. Rồi cho các chị. Rồi comment cho em là A11 chất siêu đẹp. 89.000 đồng cho em con áo beo. Con áo beo siêu phẩm nhá. Comment đúng hộ em là A11 là em gái nhận đơn. Cái này các chị đến cho em là 65 cân vừa. Đến 65 cân mình chốt đơn cho em nhá. Chất rất là đỉnh luôn cả nhà ơi. Lên cho em lại là A11 kèm số điện thoại. 79.000 đồng cho em siêu phẩm này. Chị ta đi 4 chiếc này. Rồi chị phúc phúc cho em A11 này. 89.000 đồng cho em nhá. Nhìn hàng còn đúng 3 chiếc. Em còn duy nhất 3 cái là em hết rồi. Tại vì hôm qua lên mã này rất nhiều chị chốt luôn. Còn đúng 3 chiếc là hết nhá. Comment luôn cho em sẽ là A11. 79.000 đồng hàng quên 89k. Áo beo đẹp lắm. Chất mềm mịn mát sướng cực kỳ luôn. 40 cân đến tầm cho em là 65 cân. Chị mình chốt đơn. Nó là dòng túi zip cao cấp hàng Zara cho em như thế này. Chị phúc phúc cho em A11 này. 79.000 đồng cho em hàng quên 89k cho em mã này. Comment cho em là A11 cho em nhé. 89.000 đồng. Trời ơi, mang tên là tuyệt phẩm rồi các chị. Con máy này em xả nốt đi. Xả 12 đúng không em? Máy này comment cho em là xả 12. Em có màu trắng, em có màu đen. Chắc vải, chắc đẹp lắm. Hàng này em cũng nhập vào 220 rồi đấy. Em xả các chị luôn 79.000. Em có màu đen và em có màu trắng. Xả 12. 79.000, 2 size SM. Ép các chị đến 52M đến 54. Xả 12 cho em là có đơn hàng nhá. 79k. Ai lấy xả 12 mình chốt là xả 12 cho em. Váy này siêu phẩm. Có đen và có trắng cho em nhá. 79.000 đồng cho em, chất đẹp lắm. Nó là dòng chất co giãn tới chặn. Comment cho em là xả 12. Em tặng các chị 79.000 đồng cho em. Váy á, 2 size SM. Váy này ra shop mua 4-500 được chưa. Phần eo cho em rất là đỉnh cho em như thế này. Đó cái phần eo này. Tạo cảm giác các chị mặc lên cái bụng nó rất là thon. Lên cho em sẽ là xả 12. 79.000 đồng cho em, chắc bao đỉnh các chị ơi, đẹp chưa? Em có hai size là S và M và có hai màu là đen và trắng. Đây, màu đen của nó đây. Màu nào cho em đẹp, chất này nó có độ co giãn nhé. Nó là chất có độ co giãn thì như nó là gọi là chất u mì hay sao ấy. Không phải là chất u mì đâu. Size S và size M cho em, S đến 52 và M đến các chị 54 cân. Xả 12. 79.000. Comment cho em là xả 12 nhé. Máy hot hit. 79k. Chị nào lấy xả 12 mình chốt cho em là xả 12. Ok like đấy các chị. Con áo này còn nhiều không em? Con L. Con áo hoa cúc. Con áo hoa cúc cho em nhá. L15. L15 các chị ơi. Con áo hoa cúc đẹp chưa? Lên cho em là L15. L15 em có hồng và L15 em có nâu. Chị nào lấy áo len này comment cho em là L15. Kèm ngay số điện thoại cho em là có đơn hàng. Áo hoa cúc này thì các chị biết rồi đúng không? Mua ở ngoài rất là đắt rồi. Yên tâm, áo len năm nay rất là đắt các chị ạ. Áo len năm nay toàn bán, toàn buôn ấy, toàn chợ doanh nghiệp toàn buôn vào 80-90 nghìn. Mua làm sao được, em không thể mua len ở ngoài được. Tại vì mình đang bán ra lẻ cho khách có 79 nghìn. Cùng lắm là 99 nghìn. Bây giờ nhập vào 90 nghìn làm sao bán được. Có những cái nhập vào 120 cơ. Len năm nay cục đắt các chị ơi mà không có len để bán ấy. Comment áo này cho em là L15. Em có màu nâu và em sẽ có màu hồng. L15 em tặng các chị 79.000 đồng cho em lại luôn. L15 em tặng các chị 79.000. Em có hai màu cho các chị là hồng và đen, chạy hồng và nâu. Rồi lên cho em là L15 áo len hoa cúc siêu phẩm 62 cân trở về em nhận đơn nhá. Rồi chị ta đi ba nâu này. Em còn ít lắm, còn ít, còn mấy cái thôi. Em qua mẫu luôn nhá. 79.000 L15. Còn mấy cái có lấy nốt không chị? Đẹp cực kỳ, còn được tầm 7 cái nữa là hết. Dòng em không về thêm đâu nên bác nào thích thì mình chốt liền nhá. Rồi em qua mã luôn. L15 và cái số điện thoại cho em là có đơn. Ủa em lên áo khoác cho các chị nè.
trắng à? L10. Siêu phẩm đó chị ơi, L10. Siêu phẩm nha em, L10. Một con áo len cao cấp VIP L10 cho em con siêu phẩm. Các chị lên con này cho em mã là L10 nhá. Em có đúng 5 cái nhưng mà còn đen không? L10. Kèm ngay số điện thoại cho em tặng các chị con này luôn, len đẹp cho. Ôi các chị ơi, đúng là xuất sắc cuộc đời. Quá đẹp luôn cả nhà. 7 chị 69 nghìn đồng cho em con L10. Đúng là đá này. Đá phía sau sợ toàn áo em còn ấy. L103 chị nhá. Lên cho em là L10 ngay và luôn cho em các chị ơi. 69 nghìn đồng cho em áo siêu phẩm này. L10 em còn mấy cái trắng. Đẹp lắm luôn. Đẹp cực kỳ á chị, đấy đá không? Nó là dòng đá đấy. Cái này là dòng đá cho em này. Đá rất là sáng cho em như thế này. Comment cho em là L10 cho em và kèm số điện thoại. Rồi em tặng các chị với giá là bao tiền? 69 nghìn đồng cho em mã L10. Chị nào lấy L10 thì chốt luôn cho em là L10 nhá. 69k. 69 nghìn đồng ạ. 40 cân đến 65 cân chị em mình chốt đơn. Áo lên lên cho em là sẽ là L10. L10 ạ. L10 chị Hạo Nam này. 79 à quên, 69 nghìn đồng cho em nhá. Em tặng siêu phẩm này các chị là 69 nghìn đồng. Mềm lắm. Chất lên nó mềm. Nó mịn. Mềm mướt mướt cho em như thế này. L10 79 nghìn đồng cho em các chị đâu. Nó là dòng đính đá cho em như thế này. Dòng đính đá cao cấp các chị đâu. Nó là dòng cao cấp đẹp đá. Gọi là đá rất là sáng luôn. 69k. L10 nhá. L10 chị Tô Hạnh này. L10 chị Hạo Nam này. Không. Comment của em sẽ là L10. Cái này không có đen chị ơi. Đen em biết lâu rồi. Có nhiều đơn không anh? Có nhiều đơn không? L10 chị Diệu Hòa này. Ok. L10 cho em chị Thanh Tuyền này. Rồi 79.000 nhá. Duyên nhanh nhá. Comment cho em là L10 em qua luôn này. Đây. Siêu phẩm tiếp với chị ơi. Áo khoác len. Đỉnh của chó. Áo khoác len cao cấp. Lên ngay và lên luôn cho em là luôn dòng khoác len này. E31. Ôi em nói thật với các chị là nó xịn này. Khoác len nhà ai mà đẹp như thế này ấy chị ơi. E31 và kèm số điện thoại cho em. Em còn ít lắm, cái này còn rất là ít luôn. Trắng và đen. E31 cho em nhá. Em có hai màu là trắng và đen E31. 40 cân đến tầm cho chị em mình có 60 cân. 40 cân đến 60 cân chị em mình chốt đơn cho em mã này. Trời ơi. E31 và kèm ngay số điện thoại cho em. Dòng cúc cao cấp các chị ơi, E31. Chị nào lấy E31 mình lên mã cho em là E31 cho em là có đơn hàng. Các chị nhìn hộ em cái lên khoác này em bán cho các chị giá rẻ. E31 cúc đính ngọc. Có màu trắng và có màu đen cho em, nó sang, nó xin. Nó rất là đỉnh của chóp luôn. E31 em có trắng, E31 em có đen. Em tặng các chị con siêu phẩm này 115.000. Áo khoác len cardigan 115k. Len nó đẹp lắm, cúc của nó ngọc các chị này. Nó là dòng cúc ngọc cho em như thế này. E31 có trắng và E31 có đen. Hết đen rồi chị ơi, áo đằng sau em hết đen nhá. E31 và kèm màu kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng. Rồi, bao tiền các chị ơi? 115.000. Khoác len. Nó là dòng cardigan len cho em như thế này. Em tặng các chị 115.000 đồng cho em. Len mã cho em là E31 là siêu phẩm ạ. Rất là đẹp ạ. Len nó đẹp lắm. Toàn những cái len dòng cao cấp cho các chị như thế này. Trời ơi, lạnh lạnh một chút bán con này sống tay không có hàng để chốt các chị ạ này. Nhìn len hộ em này. Trời đất ơi các chị đâu. Phê lắm, dòng len cao cấp mà. Hai màu cho em là trắng và đen. Comment cho em là E31 nhé. Chắc len em không làm các chị thất vọng đâu. 115.000, 65 cân trở về em nhận đơn. Áo khoác len siêu phẩm. Em có màu đen và em có màu trắng. Cái này các chị mặc quần bó này, chân váy không đẹp, mặc cái gì đều ok. Giá là 115.000 ạ. Bao giá cho các chị luôn mã này nhá. Comment cho em là E31 và kèm số điện thoại. Em có hai màu là trắng và đen. Đơn giản dễ mặc, dễ phối đồ, các chị thích mặc cái gì cũng đẹp. Quần bó đẹp, chân váy cũng đẹp, cái gì đều ok. Lên hộ em là E31 cho em nhá. 115.000 cho các chị nhìn chất này. Sướng đồ cho cái chất nó phê nhỉ. 115.000 đồng cho em mã siêu phẩm. Comment cho em là E31 và kèm số điện thoại. Rồi. Rất là ít các chị ơi. Em có từng đây thôi. Tương đương mỗi màu 10. Mỗi màu 10 là em hết hàng. Đấy. Bảo Minh cho chị em những cái con đằng sau này còn mấy. Không phải có 6 con không? Thì lên bây giờ đi. E31 cho em là có đơn nhá. E31 chị Kim Dương. E31 chị Nguyễn Hiền. E31 chị 60 cân vừa chị Thủy Tiên. E31 cho chị BB Ngố. E31 chị Tuyên Hồng. E31 chị Thu Trang. E31 chị em Mimi. Rồi E31 cho em chị Hồng luôn. Comment đúng rồi em là E31 là được. 115.000 đồng. Chắc thì bao đỉnh cho các chị luôn. Đỉnh của chóp nhá. Đỉnh của chóp luôn. Các chị nhìn cúc cho em cho hệ ngọc cơ nha. Cả nhà này. Đẹp chưa? Lên cho em là E31 và kèm ngay số điện thoại. 115.000 đồng cho em một áo len này.
Chắc thì bao đỉnh đó chị ơi, chắc nó mềm lắm, nó mềm, nó mịn, nó mát vô cùng. Comment xem là E31 hai màu là đen và trắng nhá. Con này em các chị phải chốt nhanh nhá, em sợ bị ẩn đấy. Chị nào mà chưa được gặp tên các chị cứ comment nhiều lên cho em nhá. Cái mã như thế này này, đỉnh lắm, đẹp cực kỳ luôn. E31 và cái màu cho em, chị đi đi ngủ E31 này, chị Mai đi có đấy. 115.000 em qua mã luôn, chị Thành Đạt hai chiếc ạ. Đẹp lắm chị, 60 mân vừa cho em. Nó là dòng đen co giãn mà, em có mẫu nhá. Lên lên tiếp đi em, yên tâm là nhà em rất nhiều mã lên, hơn 100 mấy mã lên rồi các chị ơi. Không này còn 6 cái, đúng được 6 chiếc. Lên phong này cho em là A mấy đây? A56. A56 em còn một, em có một con đen và 5 con trắng, 4 con trắng thôi. Một con đen, 5 con trắng ạ. Ôi siêu phẩm ngấu quá chị ơi. Lên cho em là sẽ là A56 có mấy con? 4 con trắng, 1 con đen. A56 và kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng. Em tặng các chị 89.000. Phong rộng nhá. Con gấu này đang hot lắm luôn, con gấu thuốc lá này. A56 có 1 đen, 4 trắng. Em tặng các chị 89.000. Phong rộng hàng xịn luôn, hàng chất đẹp lắm. Nó là dòng cốt tông đẹp ơi là đẹp luôn này. Đằng sau in cho em như thế này. Đó, lên cho em là A56. Có đen và có trắng. Có 4 con trắng, 1 con đen là em hết. Mã này em hết nhá, in ở đằng sau cho em con gấu to lù lù luôn. A56 có đen, 1 con đen, 4 con trắng là hết hàng mã này. Chị nào lấy A56 mình chốt ngay và luôn cho em mã này luôn. Em tặng các chị là 89k luôn con áo này. Ui, tối nay về nhiều phong đẹp lắm các chị ạ, phong rộng ấy. Hàng Quảng Châu cao cấp mà giá bẹp, chưa đến 100.000. A56 đây em nhá, chị Nguyễn Thư A56 ấy. Nó là tất cả là dòng túi zip cho em như thế này. 89.000 đồng cho em A56, quần dài em còn, em không biết là các chị hỏi quần dài gì, umi hay là quần đuôi hay là quần như thế nào. A56 chị Trần Vi có ạ. Comment cho em là A56 cho em nhé. Để đúng không các chị, 89.000 A56 em qua luôn nha. Tiếp tục lên áo len nữa gì. Đây, cái này còn hai màu ấy. Con L81 con siêu phẩm. Con L81 các chị ơi. Con siêu phẩm áo len con L81 này, tuyệt vời chưa? L81 con siêu phẩm của em luôn. L81 cho chị mấy quần hộp ấy. Bảo Thùy cho chị mấy quần hộp. L81 con siêu phẩm áo len này luôn đó chị. Em có xanh và em có vàng. Chất nó thì đúng rồi, thôi rồi. Má ơi nó đẹp lắm luôn. L81 cho em nhé cả nhà. Em có màu xanh và em có màu vàng. Để cho các chị màu xanh này. Tuyệt vời lắm, chất đẹp lắm. Cả màu ghi. L81 em có xanh và ghi. Comment cho em lại là L81 nhé. Ủa cái chất các chị. Cái chất của nó cực đỉnh luôn các bác ạ. Cái chất của nó cực đỉnh luôn các chị ơi. Cái chất len này L81 nhá. Không phải nhà nào cũng có những cái mã này đâu. Em đang mặc là xanh. Em đang mặc là xanh. Và cái màu em đang cầm là màu ghi. Comment cho em là L81 chất len siêu phẩm. Chất len VIP lắm các chị nhìn chất này. 40 cân đến 65 cân chị em mình chốt đơn cái chất len này cho em. Comment cho em là L81 có xanh và L81 em có ghi. Em tặng các chị con len đẹp như thế này. 79.000. 79k L81 chất len đẹp lắm. Ai lấy L81 thì mình lên cho em là L81 nhá. Chất các chị này. Nó là dòng chất co giãn ấy, càng mặc càng mềm, càng mịn, càng mát sờ nó sướng lắm. 79.000 đồng cho em. 79k cho em mã này, lên cho em là L81. Ai lấy L81 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 79k. Len nó vừa dày, vừa mịn, vừa đanh, vừa xịn. Em có hai màu là vàng. À em có màu xanh, em có màu ghi đi. Có xanh và có ghi luôn. 79.000 L81. Ai lấy L81 thì các chị chốt em là L81 nhá. 79k. Rồi lên đúng của em là L81 kèm màu em có xanh. Em mặc là xanh và cái này các chị chốt em là màu ghi ạ. Đơn giản, dễ mang, dễ phối đồ. 40 cân đến 65 cân chị mình chốt đơn. Thoải mái cho em dòng này luôn nhá. 79.000 đồng các bác ơi. Em còn từng đây cả nhà, còn từng đây mỗi màu 10. À phía sau là L103 cho em. Con này cho em là L81, 79.000 đồng. Chất này các chị ơi, sờ này. Nó mềm, nó mịn, nó mát vô cùng luôn. Chất len nhá, nó là dòng áo len. Nó là dòng áo len cao cấp cho em như thế này. Nhìn cái chất cho em này. Đấy các chị đâu. Cái chất của nó co giãn rất là tốt. 40 cân đến tầm cho em là đến 75 cân. 40 cân đến 65 cân chị mình chốt đơn đi. Len càng mặc ấy, nó là dòng len co giãn nhưng mà cái này không bị bay. Không bị bay, không bị xù nhá cả nhà. Không bay, không xù, không nhão. Comment đúng của em sẽ là L81 kèm số điện thoại. Không dày lắm ấy chị ơi, độ dày vừa vừa áo len ạ. À. Áo len mông tơ vi thôi, vừa vừa dày cho em thôi. Lên cho em là L81
mai làm sao nhà em có đơn gọi cho mình được? Nó có mã, em đọc mã, các chị lên đúng mã xem thì có đơn nhá. Comment cho em là L81 79 đi. 79.000 đồng cho em L81, áo đằng sau là L403 89k, còn cái này thì lên cho em là L81 79.000. 79.000 đồng cho em L81 rất là đẹp. Hai màu cho em là xanh. Xanh mà ghi màu nào đẹp, đơn giản dễ mang. Chất đẹp lắm, chất xịn xò từ trong ra ngoài, đẹp lung linh. Các chị nhìn thấy phần bo cổ cho em này, quá đỉnh luôn. Lên cho em là L81 cho em nhé. Có nhà từng đây, cả nhà từng đây, đồng hồ em chưa về. L81 và kèm số điện thoại cho em và có đơn. Hai màu cho em nhé. Đây là chị quần LV em ơi. Quần LV là mã bao nhiêu? Quần LV, siêu phẩm LV, quần Umi Hàn. Quần Umi Hàn, dáng quần legging. Chất quần Umi Hàn mà không biết, mà không biết nhão là gì luôn. Quần eo vì nhé. Chị nào mua quần legging nhé em cho. Đặc biệt là legging hộp. Lên quần này cho em là Q92. Quần eo vì cao cấp. Em có size S, size M, size L và size XL. Size to nhất là các chị đến cho em là 65 cân. Trở về cho em quần này. Quần này mặc bao dáng đẹp, không bay, không xù, không nhão, không bị ngắn đúng, không bị lộ đằng trước. Đằng sau cho em có theo logo hàng loại một như thế này. Có theo logo ở đây cho em, có theo logo ở tắt quần và có theo logo ở gấu. Ba theo logo nhé cả nhà, tránh phân biệt với hàng nhái cho em. Chuẩn hàng loại một cho các chị cảm rất là cao. Cảm này cho em dày từ tầm 5 đến 7 phân, tạo cảm giác mình mặc lên cái eo mình rất là bé luôn. Comment quần này cho em sẽ là gì đó chị ơi? Q92. Em có size S, size M, size L, XL. Có size từ 40 cân đến 65 cân, chị em mình chốt đơn. Tặng các chị luôn 119.000 quần legging hộp. Comment cho em là Q92 và kèm số điện thoại. Mặc đến đâu co giãn thoải mái luôn, chất đẹp lắm. Mặc không bay, không xù, không nhão nhá, không bị ngắn đúng một chút nào. Em có S, có M, có L và có XL. 119.000 quần legging cao cấp. Comment của em sẽ là Q92 và kèm size S, M, L cho em. Đây chị nhìn hàng loại 1 là như thế này. Có khóa, có cúc, mặc đến đâu ôm quần đến đấy ạ. Quần em bao giá cho các chị luôn này. Giá số 180-200 mới là hàng chuẩn nhá. Còn hàng rẻ hơn các chị phải để ý cho em, nó có thêu quần không? Nó có thêu ở đằng sau, nó có thêu ở túi quần, nó có thêu ở đằng trước cho em như thế này không? Và nó có thêu ở đây, nó có cúc như thế này. Có hai cái cúc kéo khóa, có mát sườn ở trong cho em không? Nói chung là cứ đừng có thấy người ta đựng trong cái hộp LV là cùng một loại, không phải đâu. Nó đầy loại các chị ạ. Nó có rất nhiều loại luôn, chứ không phải là một loại đâu. Comment cho em là Q92, kèm size, kèm số điện thoại cho em là có đơn. Em có từ S đến XL, từ 40 cân đến 63-64 cân cho chị chốt đơn. Size S là các chị đến 53, size M mình đến 55 cân cho em. Size L đến 56-57. Và size XL là các chị đến 62 cân cho em quần này. Quần eo vì chất Umi Hàn, nó là chất Umi Hàn cho em. Không bay, không xù, không nhão, em bảo hành cho các chị rồi. Quần em bán từ năm này đến năm kia, em bán làm sao nó không đẹp thì làm sao em bán cho các chị được 2 năm các chị. Từ năm ngoái đến năm nay đấy. Từ năm ngoái đến năm nay luôn. Là các chị biết đến nhà em nhiều cái quần này luôn này. Những cái quần mã lên kinh hộp cho em như thế này. Hàng em không chạy theo hàng rẻ đâu. Hàng rẻ đầy lắm, rẻ lắm, có mấy chục nghìn. 79.000, 99.000, nhưng mà quan trọng là hàng rẻ em mặc mấy hôm ấy. Nó toàn bị sờn ấy, nó toàn bị chỉ, nó bị lủng, nó các chị nó bị nhão ấy. Nó không được đanh, nó không được mịn như thế này đâu. Các chị cứ mua thử cái quần này. Còn mình mua thử cái quần mà có dưới 100.000 xem có giống nhau không nhá. Khác nhau hoàn toàn, giống nhau thì em gọi là gì bán nữa. Hàng loại 1, loại 2 nữa các chị. Chị mới nhận được quần này chất rất đẹp. Cảm ơn em và shop nha. Em cảm ơn chị Trần Thị Cẩm Duy ạ. Rồi lên cho em là Q92 đấy. Khách nhà em mua rồi đấy. Đấy đây đây. Em có ghi bình luận. Em xin phép ghi bình luận với chị nhá. Mua quần này em nghiện lắm. Đi học, đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được. Đi dạy học đều ok. Hôm sau các chị mặc với blazer cũng đẹp. Mặc với áo 2 dây, hoặc áo da bên ngoài nó cũng xịn, đi bóp cũng đẹp cơ. Được chưa ạ? Lên cho em là Q92 nhá. Đấy, khách nhà em mua rồi đó. Nên em không quảng bá nhiều đâu. Em bán quần này 2 năm. Chị nào mà mùa đông năm ngoái mua nhà em là biết. Em có bán quần này, cả cái quần Q60 nữa. Tí nữa em lên cho các chị. Ờ chưa? Chất này. Hàng loại 1 nó theo mông quần này. Hai túi trước, hai túi sau. Túi trước cho em là theo như thế này. Nó có theo logo ở đây. Có khóa này, quần em có khóa nhá. Có khóa, có hai cúc cơ. Không phải hàng một cúc nên các chị để ý hàng cho em nhá. Tránh trường hợp thấy cũng người ta bán quần legging xong bán có mấy chục nghìn, có 79.000, 89.000 loại đấy em cũng nhập được. Nhưng mà em không bán, tại vì bán một lần các chị toàn không mua nữa. Cảm giác bán một lần nó không bền thì thôi bán cái loại đẹp. Phụ thêm 20-30 nghìn, đúng không ạ? Mình mua cái quần mình mặc mấy năm phải hời không? Quá hời đúng không các chị? Trong hộp nó xịn nữa chứ. Hàng đẹp lắm. Mà có giá có 119.000, chất Umi loại 1 nhá. Comment cho em là Q92.
Bác chỉ có thể mua một cái cho em thôi, em bán nhiều loại collecting lắm. 119.000. 119.000 cho em nhá. Q92 quần LV. Lên đúng rồi, em là Q92 cho em là có đơn hàng em qua mã nhá. Qua mã cho các chị gái luôn. Rất nhiều siêu phẩm, và cho chị lên áo lên siêu phẩm luôn đi. Tuyệt vời. Q92 này. Ra ở góc bà đấy không có kéo tóc mới về ấy, tóc theo hoa đem vào đây tính cho các chị đi. Đấy, chị em mình có phải thả tính nhau đúng không? Tối chị em mình mới lên áo này để phòng người ta. Rồi lên tiếp tục cho em con áo len này nhá. Rồi. Con len Burberry. Con len Burberry hàng siêu phẩm, con L67. Len Burberry hàng siêu cấp. Trời ơi chị ơi. Như thế này thì chết rồi. Đẹp như thế này thì chết rồi các chị ơi, con len siêu phẩm, con L67. Em có màu hồng. Em có màu xanh. Em có màu này là màu kem. Và một màu nữa cho em là màu đỏ. Đúng rồi. Đây. Cho chị màu đỏ em ơi. À không phải. Có 3 màu thôi. Em thử xót cho chị xem màu này. Cái này là mã khác rồi. Nào lên lên siêu phẩm tiếp các chị ơi. Cổ Burberry ạ. L67. Cổ sơ mi. Tuyệt phẩm các chị ơi. Trời 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 trời. L67 cho em hoặc các chị lên tăng bạn bè vào. Đấy chị em mình mua chung. Xanh ạ. À? Xanh, hồng, kem. 3 màu đúng không? Lên cho em là L67 siêu phẩm. Em bảo về giá các chị sướng này. Kem không kem kem. Em cho bóc một kem L67 len siêu phẩm. Ui. Các chị thấy phê không? Cái len này em có bác thấy phê không? Theo logo Burberry này. Còn em chiên các chị nhá. 85.000. Nhanh tay cho em mã này. Len ra ngoài mua trăm mấy đó. 180-200 đấy các chị ơi. Em tặng các chị 85.000. Len nó đẹp lắm. Mà kẻ Burberry không bao giờ bị lỗi mốt nha. Các chị để ý không? Từ áo sơ mi, áo phông, cái gì liên quan đến kẻ không bao giờ lỗi mốt, thích bán lúc nào thì bán. Ôi, đẹp nhở. L67 cho em là có đơn hàng len cao cấp 85.000. Em có cho các chị là màu kem. Màu kem, màu xanh, màu hồng, màu nào cũng đẹp. 40 cân đến 65 cân chị em mình chốt đơn. Cái này các chị mặc đi làm nhỉ. Kết hợp với cái quần legging lúc nãy thì quá là tuyệt vời. Ôi, len cho em là L67 các chị ơi. Quá đẹp các chị ơi. Đỏ thì nó là cổ khác chị ạ. À? Nó không phải cổ này. Len của em là L67. Em bắt đầu chốt đơn cho các chị gái nhá. Em đang mặc là màu kem các chị, thì cái cổ nó sang nhỉ. Theo logo ở đây cho em 40 cân đến 65 cân em nhận đơn. L67 em có màu kem. L67 em có màu hồng. Và L67 em có màu xanh. Trời đất ơi các chị, thì cái cổ này 85.000 đồng. Len cho em là L67. Kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá cả nhà. Trời đất ơi, xinh quá. Nào, cái này em có ít thôi. Hay là chị nào thích mình chốt luôn cho em nhá. Mã này mình lên cho em là L67. Em thích cái cổ này lắm. Cái cổ nó rất là đẹp luôn. Mặc lên nó sáng luôn các chị. L67 và có đơn cho em nhá cả nhà. L67 chị Thanh Tuyền ạ. À. Rồi L67 chị Mỹ Hạnh. L67 chị Hạnh Hồng Luân. L67 chị Tô Hạnh. L67 chị Lê Oanh. L67 chị Như Quỳnh. Rồi L67 chị Nguyễn Hiền. L67 chị Ngô Tâm. Rồi L67 chị Tam. Em sợ không đủ người đâu chị ạ. Rồi lên cho em lại là L67 cho em nhá. L67 chị Út Huyền. L67 chị Nghi Nguyễn. L67 cho em có kem. Màu này là màu hồng nữa chị này. Và màu này cuối cùng cho em là kẻ xanh 85K L67. Lên cho em lại là L67 siêu phẩm len đấy ạ. L67 chị Xuyên Hồng. Chị Phan Tiên. Chị Thu Neo. Chị Thành Đạt hai chiếc ạ. Quá đẹp các chị ơi. Comment cho em là L67. 85.000 đồng cho em L67. Quá đẹp. Xuất sắc các chị này. Siêu phẩm len. Siêu phẩm len. Quá đẹp. Lên cho em lại ngay và luôn là L67. Chất đỉnh của cho. Chất gọi là bao phê ạ. Đây em thả tính cho các chị áo khoác này. Em áo khoác này em mới thả tính cho các chị được nha. Em mới thả tính thôi. Rồi tiếp tục lên mẫu này em ơi. Lại cho các chị lên một mẫu bộ. Đây. Bộ này còn một màu ạ. Ôi. Em thả tính trước chứ còn em chưa bán. Tối nay em mới bán nha. Đây chị ơi này. Nhờ nhiều chị bảo thôi bán xử luôn em ơi. Tối nay chị không xem được không? Tối nay các chị nhớ phải dành thời gian để săn con này. Đây. Siêu phẩm khoác len siêu cấp VIP được chưa ạ? Nhưng mà tối nay em mới bán nhá. Ôi. Các chị ơi nhìn hộ em con siêu phẩm hãng của nó KS này. Con siêu phẩm này mà giá bèo lắm, trăm đầu một luôn, đầu một. Trời ơi. Len L67 cho em. Kèm ngay số điện thoại cho em là có đơn hàng, em chỉ thả tính như thế thôi nhá. Có đúng 50 chiếc, chị nào mà hôm nay vào chậm là hết. Em có màu kem, em có màu xanh, em có màu em có màu hồng cho em như thế này. Chưa, em chưa bán. Hôm nay đồ em sẽ là L67. Kèm số điện thoại cho em nhá. Em ơi qua xem bộ hè đi. Áo nam chưa còn từng đấy á. Áo nam Quảng Châu đúng không? Áo nam hàng Quảng Châu hay là áo nam gì? Áo nam Quảng Châu thôi, hôm qua mới chốt. Áo nam đấy.
màu đơn đều chưa cả nhà. Đấy, em có màu em đang mặc là kem nhá. Màu này các chị lên cho em là hồng, màu này lên cho em là xanh. Em nói thật tuyệt phẩm đấy, các chị nên chốt mã này L67 85.000. 85k cho em L67. Chị cứ hốt mấy cái đi, yên tâm là giá rẻ, 85.000 đồng cho em là luôn. Comment cho em là L67 em thấy kẻ nào cũng đẹp, chắc lên nó đánh. Nó đánh nó bị nó xịt cục các chị ạ. 85.000 đồng cho em. L67 cho em là có đơn hàng. Yên tâm mã này không làm các chị gái thất vọng đâu. Về nhà nhận hàng sớm quá nhớ nếu cảm ơn em các chị nha. Thật sự mang cho các chị những cái sản phẩm quá là tốt và chất thì quá là đẹp, giá thì quá ok luôn. Giá này không thể ok hơn các chị. Lên cho em là L67 cho em là có đơn hàng. Các chị ngắm lại cho em con siêu phẩm này đi ạ. Tuyệt vời quá. Vỗ tay cho con siêu phẩm này luôn á. 85.000 đồng cho em nhá. Cổ sơ mi này giống như cổ em đang mặc này. Để bóc đơn giản dễ mang. Trời ơi chất này. Phê cho các chị ơi. Em có màu kem nhá, có hồng và có màu xanh cho các chị gái như thế này. Tối nay nhiều phong rộng các chị ta đi ơi, đẹp cực kỳ. L67 và kèm ngay số điện thoại cho em, siêu phẩm lên ạ. Em tặng các chị 85.000 ạ. Comment cho em là L67. Lên đúng mã cho em là L67 và kèm ngay số điện thoại. Em có hồng có xanh các chị thấy cái màu xanh của em không? Đẹp tuyệt vời chưa? Và màu em mặc sẽ là màu kem cho em như thế này. Nó là dòng theo logo cho em nhá. 85.000 đồng cho em một mã siêu phẩm này, chắc lên nó đanh lắm. Nó đanh nó bị nó xịn như thế này. Rồi lên cho em là L67. 85k L67. Ai lấy màu nào mình lên đúng màu cho em. Có màu cho các chị màu kem. Màu này mình lên cho em là màu hồng và màu này mình lên cho em là màu xanh lá. Nó là kiểu màu xanh lá cây cho em nhá. Đẹp lắm. Theo logo Burberry cho em như thế này. 85.000 đồng. Comment đúng của em là L67 siêu phẩm len đẹp lắm. Cái cổ nó mặc nó sang đúng không cả nhà. Rồi em qua hàng hè nhá. Tiếp tục lên hàng hè cho các chị. Đây. Lên cho em là L67. Kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng. 85 tối nay nhiều mẫu len đẹp lắm. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục cho em nhá. Lên bộ này em ơi. Bộ này trong nhà còn nhiều không? Còn lấy chưa? Tôi còn lấy lên nốt B175. Còn chục bộ lên nốt em xả các chị luôn. Bộ Mickey B175 còn mấy bộ? Áo năng sau comment cho em là L103. B175. B175 cho em bộ Mickey này nhá. B175 vào kèm số. Lên mã gì rồi? Thế nhá, xả 12 cho em. Xả 12 đi, xả nốt các chị bộ này đi này. 62 là xả 13. Lên cho em là xả 13 nhá, 69.000. Xả 13 bộ Mickey em xả các chị 69.000 xả 13. Xả 13 và kèm số điện thoại cho em nhá, 69k. Chị nào lấy xả 13 mình chốt cho em là xả 13. 69.000 bộ này luôn tay pha. 69.000 cho em nhá. Comment đúng rồi em sẽ là xả 13. 69.000 các chị ơi, xả 13 nhanh tay còn đúng chục bộ. Em còn đúng 10 bộ là hết đây này. Dưới 60 cân các chị chọn đơn. Xả 13 cho em nhá. Xả 13 69.000 cả cái bộ đồ Mickey cho em như thế này. Đúng chục cái, xả 13. Xả 13 chị Lê Oanh một bộ, xả 13 chị BB ngố. Vải len chị ơi, xả 13 chị Thiên Hương. Xả 13 cho em 69.000. Comment đúng rồi em sẽ là xả 13 cho em nhá. Win một bộ như thế này 69k. Nhanh nha các chị ơi, 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân chị em mình chốt đơn xả 13 cho em là được. 69.000 đồng cho em ạ. Chị vừa nhận ba cái khoác len ưng em nhé. Cô em cảm ơn chị Hiền. Rồi lên cho em là xả 13 các chị ưng này em đã sướng rồi. Rồi xả 13 cho em là có đơn hàng. 69k thôi, còn mấy bộ em xả nốt 69k. 69k cho em bộ này nha. Comment đúng của em sẽ là xả 13, xả 13 chị Hồng Mai. Rồi xả 13 chị Ly Tuyết. 69.000 đồng cho em cả bộ Mickey như này. Chị đi xả 13. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. 69.000 đồng cho em bộ này nốt nhé. Xả 13. Còn mấy bộ thôi em, còn chục bộ em tặng các chị nốt. Rồi lên tiếp bộ này cho em. Siêu phẩm. Bộ này B35. Em còn mấy bộ em cũng xả các chị nốt B35 bộ này đi. Lên cho em là B35 trong nhà còn không em ơi. Bộ NI B35 nhé. Thôi em xả các chị nốt ạ. Cho nó gọi những cái mẫu bộ như thế này đi. Xả nốt bộ này luôn, bình thường là bán 89.000. Thôi chiều nay em xả nốt các chị sale nốt ạ, 69k B35. Comment cho em là B35 bộ này nhá. B35 và kèm số. Nó ghi là bộ NI đùi loang nhưng mà mất chữ G. Còn là bộ NI đùi loang. Rồi B35 các chị ơi, 69.000 đồng cho em luôn ạ. B35 set zin em còn. B35 em phục vụ các chị 69k. Comment hộ em sẽ là B35 ạ, 69.000 đồng. Chị nào lấy B35 mình lên cho em là B35 nhá. Em phục vụ các chị 69.000 đồng cho em bộ này, bộ NI.
Đầu y hết xanh còn cam. Đằng sau cho em này. Đỉnh của chóp là 69.000 B35. Comment của em sẽ là B35 và kèm số điện thoại 69K bộ NI nhức cái nách luôn. Trời ơi đẹp quá, 62 cân trở về em nhận đơn. B35 em còn đúng 10 bộ nhá. 10, 12 bộ gì đấy em không nhớ rõ lắm. B35 chị Tào Hồng. B35 chị Thúy Linh Nguyễn. Tối zip như thế này. Em xả các chị 69.000. 69K một bộ đồ cho em nhá. Chắc là những cái bộ này các chị đã mua nhà em là biết rồi đúng không? Đặc biệt cái bộ này nó còn in ở đằng sau cho em như thế này nữa. 62 cân trở về khoác lên nhà em rất nhiều. Rất nhiều áo khoác len luôn đằng sau này. Tiếp tục lên khoác len cho các chị nhá. Đằng sau cho em là in logo như thế này. Lên cho em lại là B35. Em xả các chị 69K giá chưa bao giờ bán đâu ạ. 69.000. B35 chị Nguyễn Phượng. B35 chị Trinh Chua. Lên luôn và kèm đúng hộ cho em là B35. 69.000 đồng cho em cả bộ như thế này. Bộ NI nhá. NI loang. Bộ này các chị đến 62 cân mình chốt đơn cho em thoải mái. Chất quần này. Đấy, co giãn rất là tốt cho em như thế này. Em xả các chị em mình là 69.000. Xả nốt. Bộ này các chị ạ. Đấy, comment cho em là B35. B35 chị Lê Oanh này. B35 và kèm số điện thoại cho em nhé. 69K. Vừa bán vừa tặng các chị 69.000. B35 chị Tô Hạnh. Cứ lên đúng hộ em là B35 và kèm số điện thoại là có đơn hàng. Chất thì bao đẹp bao đỉnh là chất quần cho em này. Nhìn các chị nhìn cái chất quần của em là các chị biết nhé. Còn đúng chục bộ. B35 chị Ngọc Mai này. B35 chị Diễm Bùi này. Comment đúng hộ em là B35 kèm ngay số cho em là có đơn hàng. Bán tặng các chị là 69.000 nhá. Không ai bán bộ này 69.000 đâu các bác. Ai bán cho các chị bộ này 69.000 đúng không? Nhìn cái chất cho em này. Áo đằng sau là L103. Chị nào lấy áo đằng sau comment là L103 cho em nhá. Áo này là L103 chất siêu phẩm. Thực ra em đang tặng các chị nó là 89.000 siêu phẩm len ạ, chất đẹp lắm. L103 và kèm số điện thoại cho em nhá. Có size S, M và XL. Chất thì bao đẹp bạn nhận được con này các chị sướng cảm ơn em luôn ấy, chất đẹp lắm luôn. Giá thì yên tâm ạ, không bao giờ các chị bị mua hớ nhá. L103 áo siêu phẩm len. Chất len rất mềm, rất mịn, rất đanh. Len đúng hộ em sẽ là L103 siêu phẩm đấy ạ. L103 và kèm số cho em nhá. Rồi ai lấy áo len này con lên xem là L103 nào. Em sẽ dòng lên kèm cho các chị màu đỏ. Con này là còn em ơi, sót xem còn màu không. L102 em có một màu này thôi, chắc phải còn màu nữa, còn màu chứ. Rồi lên tiếp tục cho em mã len này các chị ơi. Len Burberry màu đỏ L102, ủa ơi siêu phẩm các chị. Siêu phẩm cho chị xin cái điện thoại đây với. Một màu thôi à. Một màu sau đấy là màu đỏ nhỉ. L102 cho em cả nhà nhá. Rồi, tiếp tục các chị ơi, nhanh tay cho em mã này. Rồi. Rồi các chị ơi, này, xả hồi chế bình. L102 các chị ơi. Em có đúng mấy con đỏ thôi. L102 các chị ơi, đẹp chưa ạ? 89.000 đồng L102, len Burberry. Em có mấy con đỏ, trời ơi. Mấy con đỏ thì bán cái gì? L102, 89.000 đồng cho em. Trời ơi, con len đỏ này. Len đỏ mặc mùa đông da chị mình hay bị xỉn mất. Các chị mặc cho em những cái dòng len đỏ như thế này, len da mình rất là sáng. Sáng da, tôn da theo Burberry ở đây cho em này. L102 cho em nhé, 89.000 đồng L102. Comment đúng hộ em là L102. 89K, 40 cân đến 62 cân. Xỉn em cứ nhắn ở trên line. Nếu các chị có thời gian mình nhắn trên line. Đấy vì là em sẽ like một ngày 2K. Mình có thể là nhắn qua hình ảnh Zalo. Nếu mà xỉ thì các chị có cọc một triệu nhắn trên line. 30 sản phẩm là được tính giá xỉ rồi. Sản phẩm tính giá xỉ sẽ có chiết khấu so với giá lẻ. Đấy, comment cho em là L102 cúc đồng. Cái này là cúc đồng nha các chị ơi, 89K. Duy nhất cho em còn đúng mỗi màu đỏ thôi, chắc đẹp. Chắc đẹp lắm. 89.000 đồng cho em L102. Cái này các chị mặc quần bò nha, quần legging mặc đi làm. Trời ơi. Rồi L102 cho em nhá, 89.000. Comment đúng của em là L102. 89K cho em. 40 cân đến 65 cân các chị cho đơn cho em mã này. Rất là đẹp các chị ơi. L102. 89.000 đồng cho em áo len hãng nhá. L102 chị Hà Bùi. L102 chị Tô Hạnh. Áo len hãng các chị mua ở ngoài ít nhất cho em là từ bao nhiêu? Ít nhất chị em mình mua tầm từ ngoài cho em ít nhất phải tầm 200. Nó là dòng len hãng rồi chứ. Áo này mua co thì rất là đắt rồi. Nó là len mông tơ ghi. Dòng len mông tơ ghi co giãn rất là tốt. Comment cho em là L102. Em tặng các chị là 89.000. Có mỗi màu đỏ thôi. Duy nhất một màu đỏ cho em nhé, 40 cân đến 65 cân chị mình chốt đơn. Em tặng các bác là 89.000 đồng cho em dòng len này. Chị nào thích đỏ thì mình chốt đỏ, đỏ nó phối xanh một chút như này. Comment cho em là L102. Kỷ niệm các chị là 89.000 đồng cho em nhé. L102 đẹp lắm. Len nó mềm, nó mịn, nó sướng. Rồi tiếp tục qua mã cho các chị luôn.
Em ơi, cái bộ kia còn mấy bộ đem đây chị đi xem chị Tani có lấy không? Không chứ, chị Tani lấy con gì? Hay chị Tani lấy con kẻ? Cho cái bộ con gấu ấy. Bảo hôm trước còn mấy bộ chị lấy nốt đấy. Không, chị bảo lấy nốt cái gì mà chị xả cho chị ấy 90.000 này. Chị Tani ơi, cái này em cũng cả quần kẻ caro. Còn cái bộ này, chị có lấy bộ này luôn không? Thế là tầm chỉ có 5-6 bộ gì đấy thôi. Tầm chỉ có 5-6 bộ 90.000 chị lấy nốt không? Đây, bộ quần kẻ như thế này. Em còn 3 bộ, con này em còn 3 bộ. Còn có 3 bộ thôi. Áo đằng sau không có, em có đen nhưng hết đen. Rồi, chị có lấy con này không? 90.000 nốt, còn em còn có 3 bộ nó bị vương vấn trần gian. Còn đúng 3 bộ đây. Chị lấy nốt thì ok cho em nhá, 90.000. Đấy, bác lấy nốt thì ok cho em 90. Rồi, tiếp tục cho em nhá, cả nhà ơi. Đây, bộ này đây. Còn không có chị lên bộ này cho em là gì đây, nhà mã là gì ta? Thôi comment cho em là xả 13. À xả 14 đi, xả 14 đi, bộ này em cũng xả các chị luôn này, 90.000 đi. Xả 14 em 90.000 nhá, còn mối trắng. Nó có thể là cái quần này hoặc nó có thể là cái quần này nhá các chị ơi. Đây. Ok, đã xả 10. Like hôm qua nhà em đang gọi chị ơi. Like hôm qua đang gọi, like trưa nay và tối nay được dồn đơn, sáng mai nhà em mới gọi thì các chị cứ dồn thoải mái. Trong một ngày được dồn đơn, qua ngày không dồn đơn cho em thôi. Rồi lên cho em là xả 13 90.000. Bộ này các chị chốt đến xả 14 á, đến 65 cân vừa. Có mỗi màu trắng nhá, 65 cân trở về cho em xả 14 90.000. Comment đúng hộ em là xả 14, ok chưa? Tiếp tục em lên dòng comment đó các chị này. Lên dòng comment cardigan, mẫu này thì siêu phẩm rồi. Đỉnh của chóp cái mẫu này rồi các chị ơi. Siêu phẩm comment. Con E15. Con E15 comment siêu phẩm. E15 cho em comment siêu phẩm các chị ơi. Ôi. Nào lên luôn em con siêu phẩm lên nhá cả nhà, E15. Áo comment cardigan cao cấp E15. L85 á. L85 hình như nhà em xóa mã rồi, hết hàng rồi. Rồi con áo này các chị lên cho em là E15. E15 và kèm số nhá, em có màu trắng, em có màu đen. Còn đấy. Được. E15 cho em là có đơn nhá. Các chị lên cho em sẽ là E15, đẹp chưa? Áo khoác len cardigan mẫu này độc luôn, có trắng và có đen. Comment cho em là E15 và kèm số á. Ý là chắc là chị ấy hỏi cái mã nơ đấy hay là cái mã đời trước. Em có hai màu là trắng và đen nhá. Quá rẻ đó chị ơi, cardigan 119.000. 119.000 E15. Lên đúng hộ em là E15 và kèm số á. E15 em có màu trắng và E15 em có màu đen. 119.000 E15. Lên đúng hộ em là E15 và kèm ngay số điện thoại, khoác len cardigan. Trời ơi, 120. Đấy, vào vụ các chị mua con này bét đây là nhà 180. Em không nổ đâu. Em không phải là nói quá hàng của mình lên trăm mấy mà em bán 120 để các chị mua. Mà tại vì cái này vào vụ rất là đắt. Cục đắt, và đối với những cái dòng cardigan như thế này rất hiếm. Rất là hiếm luôn nhá, mà săn được cái hàng Quảng Châu thì cực hiếm. Comment cho em sẽ là E15. Em sẽ có màu trắng và E15 em sẽ có màu đen. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân các chị 119.000. Áo khoác len cao cấp, các chị nhìn cái tay áo ấy. Nhìn cái tay bản bo là các chị biết hàng nó như thế nào. 119.000. Comment đúng hộ em là E15 và kèm số điện thoại. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân các chị 119.000. Áo khoác len cardigan các chị ơi. Len nó đẹp lắm, đơn giản dễ mang. Cái này các chị kết hợp quần bó, mềm chân váng đẹp, mặc cái gì đều ok nhá. 119.000 E15. Khoác len cardigan. Chị nào lấy áo này lên ngay và luôn cho em là E15 là ok. 119.000 nhá, chất bao đẹp. 40 cân đến 65 cân em nhận đơn, đơn giản dễ mang, dễ phối đồ. Màu nào đẹp, ai lấy trắng thì các chị cho trắng, còn ai lấy đen thì mình cho đen đây. 119.000. Áo khoác cardigan. Comment đúng hộ em là E15 và kèm số ạ. Chất rất là đẹp cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Còn ít lắm. E15 chị TV. E15 chị Thanh Ngọc. E15 chị Mai Bùi. Quá đỉnh. E15 và kèm số điện thoại cho em. 119.000 đồng các chị ơi, len nó dày dặn mà đẹp lắm. Chị nào là E15 mình chốt là E15 cho em nhé. Có đen và có trắng cho em 119.000. 119.000 đồng E15 rồi. Các chị có thích lên váy nữa không? Váy toàn xả rẻ quá nhá. E15. Bác nào là E15 thì mình lên đúng hộ em là E15 nhá. 119.000, chất bao đẹp. Bao xịn.
xem là xả 15 kèm số điện thoại. B111 em còn xả 15, xả 15. Váy hot hit. Nhập vào đã toàn 200 mấy, em xả các chị luôn váy này. Được chưa? Xả 15. Xả 15 cho em xả lốt. Có màu đen, có màu kem, màu hồng, màu trắng. Rồi 79.000 đồng xả 15. Ai lấy xả 15 mình chốt là xả 15 cho em 79k. Em có kem, có hồng, có màu trắng. 40 cân đến size S là các chị đến 51 cân trở về. Size S đến 51, 52 và size M đến 54. Xả 15 em có trắng, có kem và em có màu hồng ạ. Rồi nhanh comment cho em là xả 15. Em tặng các chị là 79.000 đồng cho em xả 15 và kèm ngay số điện thoại. Cái này các chị mặc che bụng cực kỳ là tốt. Cái mã này các chị mặc che bụng cực kỳ là tốt, chắc đẹp lắm cả nhà ơi. Ra ngoài toàn mua váy này toàn 200-300. Tại vì nhập em nhập váy này đầu trước em bán là 195.000. Em nhập đá được mày đã là 180 rồi. Ra mà đấy là em giá lấy được giá rẻ nhá. Lấy được giá số lượng, bây giờ em xả các chị 79.000 em mua được cái váy mà nghe. Xả 15. Khóa kéo đằng sau ấy chị ơi, chị đang sale này. Xả 15 em có hồng. Xả 15 em có kem và em có màu trắng, có chi ly váy này rất là đẹp. Các chị thử ra shop xem có phải mua với 200 mấy không. Em có màu trắng ạ. Rồi lên cho em là xả 15 chất siêu đỉnh. Rồi bao nhiêu tiền ạ? 79.000 đồng nốt cho gọn mẫu các chị ơi. Mặc cái này che bụng tốt lắm. Em có trắng, mặc đi đám cưới, đi chơi các chị ơi, đúng không? Đi cà phê. Trời ơi, đi làm các chị, những chị nào mà đi làm mà có trang phục tí thích văn phòng này, quá đẹp luôn váy này. Xả 15 và kèm số điện thoại em qua mẫu. Size S và size M. Hết hàng nhá, em qua luôn. Này đưa cái mấy cái váy vào đây lại cho chị ơi. Áo này còn 3 màu à. Lên cho em dòng áo này nhá, L1. Dòng áo lên siêu phẩm L1, áo lên cổ bé. Em có trắng, đỏ đô, đỏ tươi. L1 áo này em tặng nốt. Comment áo lên này cho em là sẽ là L1 cho em. Áo lên siêu phẩm L1. Đỏ tươi, đỏ đô, màu trắng, màu xanh. Siêu phẩm áo len mã L1. Chị nào lấy L1 mình chốt áo len này cho em là L1 cho em. Kèm ngay số điện thoại. Xanh nữa. Áo này em xả các chị nốt nhá. Mới về nhưng mà thôi em sẽ là trên mã này cho mọi người. Chi ăn một mã duy nhất thôi. Lên cho em là L1. Em có xanh. 60 cân trở về em có đỏ đô. L1 em có trắng ạ. L1 em có đỏ tươi, áo len Burberry cao cấp. Đây, L1 cho em. Em tặng các chị con áo len có cổ này luôn, 69k mã L1. Comment cho em là L1 69.000 đồng. Ai lấy L1 mình chốt là L1 cho em nhé, 69k. Cứ lên đúng và đủ cú phát cho em là L1 69.000. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy. Ok chạ, sao các chị điện thoại nhé. L1 em có xanh. L1 em có màu đỏ, 69.000 đồng cho em áo len cao cấp mông togi. L1 em có màu trắng. Ôi các chị ơi, đẹp chưa? 62 con em nhận đơn. L1 em có màu đỏ tươi, 69.000 đồng. Áo len hãng nhá, 69k theo logo ở đây cho em. Cài cúc cho em thoải mái. Chị nào lấy L1 mình chốt cho em nhiều váy lắm. Yên tâm em xả nhiều váy cực. Xả rất là nhiều váy luôn, càng cuối em càng xả cho các chị rẻ bèo. Lên cho em là xả 11, à quên là L1 nhá. Áo này mình lên cho em là L1 cho em đi. L1 em có đỏ này. L1 em có trắng này. L1 em có xanh. Và L1 em có đỏ. Comment đỏ thì có đỏ đô, đỏ tươi. 69.000. 69.000 đồng mã L1. Áo len Burberry nhá. Đấy. Chị nào lấy L1 mình chốt là em là L1. Không lấy lại tiếc các chị ơi, không lấy lại hết hàng đấy, chắc đẹp lắm. Các chị nhìn cái tay cho em, nhìn cái tay bèo cho em như thế này. Comment cho em là L1 cho em là có đơn hàng. Vừa bán vừa tặng các chị luôn với giá là bao tiền? 69k. Áo len mông tơ ghi cao cấp nhất mã L1. Chị nào lấy L1 màu nào mình chốt em màu đấy, 69.000 đồng cho em. Rồi tiếp tục em lên váy. Tiếp tục lên váy cho các chị series váy. Được chưa? Series váy hot hit. Xả váy em ơi. Xả 16 cho em là có đơn. Quá tuyệt vời luôn, 79.000 hết, xả 16. Thu hồi vốn mua áo kiểu như em kín được. Ôi, cái gì đó với em chứ, không có tiền thôi các chị. Chứ còn được quần áo gì, quá đơn giản. Ôi, xả 16 đây em. 3 cái thôi. Xả 16 các chị ơi, có 3 cái thôi. S và M 79.000 xả 16. Áo đằng sau, comment xem
cho em là xả 16 váy rất là đẹp các chị ơi, 79.000 thôi. Chất đẹp lắm, hàng 2-300 mà. Xả 16 em còn 3 chiếc. Quá đẹp luôn, có quần này các chị không? Lót trong này. Nhìn hàng là biết hàng có đẹp hay xấu rồi. Đây, chất đẹp cực kỳ luôn nhá. Chất co giãn nhẹ nhẹ này. Dòng chất co giãn bao giờ nó rất là đắt. Comment cho em là xả 16. Có S, có M cho em, siêu phẩm ạ. 79.000 đồng cho em, trời đất ơi. Em đố nhà ai bán rẻ cho các chị được con này, được chưa? Xả 16SM. Nào, có 3 chiếc. Cái này cổ lại với nhau em nhá. Xả 16SM. Này, nhớ nữa thì ghi cái mã, lấy cái bút giấy ghi ở ngoài. Mai đến rồi dễ. Tiếp tục cho em nha. Tiếp tục series bán lỗ sắc mặt. Đấy là series bán lỗ sắc mặt đấy các chị ạ. Rồi, tiếp tục lên luôn cho em con này. Con này em còn ít. Quá đẹp luôn. Con xả bao nhiêu ạ? Xả 17. Xả 17 đen trắng nâu 3M. Tuyệt vời chưa các chị? Này, em tặng hết 79.000, tặng hết. Em sợ tối không có lên, làm gì còn hàng tối mà chốt. Xả 17, đẹp nhở? Đúng là nhờ vào toàn 108, 109. Đen trắng đen, đen trắng nâu. Xả 17 rút kinh nghiệm đây này. Kiểu em về nhiều váy em không bắn đến, kiểu nó hot hot đấy. Xả 17 cho em. Đây, quá đẹp chưa? Xả 17 cho em. Trời ơi, các chị ơi. Đen trắng, yên tâm trắng không bao giờ bị lộ nhá. Trắng mặc lên rất đẹp, trắng chị mình đi đám cưới ấy. Đi đám cưới, đi tiệc ạ, đi chơi ạ. Trắng không lộ, tại vì chất của nó dày lắm, dày dặn. Không phải dày như len mà nó là chất umi á chị ơi. Chất umi để may váy các chị cứ sớt đấy. Nói chung là những cái dòng chất này ra ngoài các chị cứ sờ đến nơi hàng mở ra. 79.000 đồ ai đảm bán em nói thật. Nếu mà xả ra phải xả ít nhất là 150, lỗ nhiều quá em lỗ cất rất nhiều. Đây các chị thử hỏi những chị mà mua hàng em xem những con váy này phải 200 mấy không. Xả 17 có đen, xả 17 có trắng, có màu nâu cho em 2 size M. S đến 52 cân trở về, M đến 54. Áo này có, váy này có mút ngực luôn. Váy này sẵn mút ngực cho em này, có mút ngực này các chị này, đã thấy quả ngực chưa? Lên cho em là xả 17 cho em là có đơn hàng. Giá các chị là 79.000. Em có trắng, có đen và có kem, hàng này không có nhiều nhá, có ít thôi. Đây là chị nào nhanh tay này, cho chị mẫu này mới. Áo phúc ngọc á, màu xanh nhá. Trắng cho em nhá. Trắng đen kem 3 màu 2 size SM. Lên cho em là xả 17, chất có độ co giãn nhẹ nhẹ, co giãn về chiều ngang các chị nhá. Co giãn về chiều ngang. Đây, lên cho em là xả 17 cho em là có đơn nhá. Kèm ngay số điện thoại nhá. Xả 17 cho em là có đơn này. Chị nào đấy xả 17 mình chốt là xả 17 cho em. Rồi, 79.000 đồng em qua mã luôn. Cái này có một màu, hai màu, ôi lại con len siêu phẩm ơi chết giờ, L59. Con len đẹp rồi các chị ơi. Ôi, con len đẹp thế. Con này độc luôn. Không có len đơn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Len cho em là L59. L59 con len siêu phẩm của các chị ơi. Vỗ tay cho em này. Xanh và hồng mà em về rất là ít ạ, có 20 con. Em về có 20 con mỗi màu thôi. Không đủ ấy. Mỗi màu có 10 mấy con. L59 áo len cúc ngọc của nhà em, L59 đấy chị ơi. Len siêu phẩm đó chị, đấy cúc ngọc của nhà em chưa? Len cho em là L59 ngay và luôn ạ. Dưới 60 con em nhận đơn con áo len cúc ngọc và các chị nghe giá này. Em có màu hồng, em có màu xanh. Len cho em là L59 ạ. Các chị nhìn hộ em cúc ngọc đi. 62, 63 cân rồi trở về em nhận đơn. Đẹp lắm các chị ơi. L59. Bao giá bao tiền này các chị. Em sợ đọc ra các chị hết hồn. Em sợ đọc ra các chị ngất luôn. Thật sự nếu mà sợ đọc, em sợ đọc ra cái này thì các chị không thể tin được em. Cảm ơn chị ơi. Bằng máy bên. L59 em có trắng. L59 em có hồng và có xanh. Cúc đính ngọc toàn bộ em tặng các chị 79k. 79k luôn L59. Len cho em là L59 ạ, 79.000 đồng. Ai lấy L59 thì các chị chốt là L59 cho em nhá, 79k. L59 và kèm số điện thoại. 79.000 đồng cho em L59 siêu phẩm. Siêu phẩm áo len nhà em, trời đất ơi. Giá thì không thể nào rẻ hơn các bác ạ. 79.000 đồng cho em một em siêu phẩm này. Trời ơi, chất len nó mềm thế.
mềm sướng mát mịn luôn, L59 ạ. L59 em có xanh và em có màu hồng ạ. Quá tuyệt vời cho một mã siêu phẩm. L59 mà kèm ngay số điện thoại cho em là có đơn hàng. Tuyệt vời cho các chị ơi. 79k L59. L59 chị Nguyễn Thủy ạ. L59 chị Anh Trần, chị Tani, 5 xanh 3 hồng. 4, 5. Rồi 3 hồng luôn. Em còn từng đây thôi, có ít từng đây thôi. Đây, L59 em là có đơn nhá. 79.000 lên siêu phẩm. Len bông tơ y cao cấp L59. L59 chị Tuyết Nhung. Em có xanh và em có hồng, 79k. Len nó đẹp lắm, phúc của nó toàn bộ phúc ngọc cao cấp xịn như thế này. Ai ơi, chị thấy phúc ngọc của nó? Comment cho em là L59 và kèm số điện thoại. L59 chị Hằng Nguyễn. L59 chị Ly Mai. Ai ơi chị, 79.000 đồng cho em nhìn hàng này. Tuyệt vời chứ ạ. Đấy, comment cho em là L59, 79k cho em mã này. L59 và kèm số điện thoại cho em nhé. Chị nào lấy xanh thì chốt xanh và chị nào lấy hồng cho em thì chốt hồng. Cúc cho em là hai bên cúc kính ngọc cho em như này. Tiếp tục em lại lên váy. Tiếp tục em lại lên váy cho cả nhà luôn, 79.000 đồng cho em. Tiếp tục lên váy hè nha cả nhà, chương trình xả váy hè. Rồi L59 và kèm màu cho em. Ai lấy màu nào ấy chị chốt cho em màu đấy nha. Rồi lên váy hè này. Chị nào quả này không bấm lại tiếp. Không bấm lại tiếp, lại tiếp. Váy này trong nhà còn đúng không em? Còn muốn màu hồng đúng không? Lên mã xả mình mấy không? Xả 18. Xả 18 chương trình xả váy lỗ sấp hẳn. Xả 18 2 size M cho em xả 18. Em là các chị đến 53. Em là đến 52. M lấy 54 xả 18 79.000. Comment cho em là xả 18. 79k xả 18 có 2 size M. Lên rồi em sẽ là xả 18 cúc đính ngọc toàn bộ nhé. 79.000 đồng xả 18. Ai lấy xả 18 mình chốt là xả 18 cho em 79k. Chất bao đẹp luôn các chị ơi, tay bồng này. 79.000 đồng cho em xả 18 á, quá đẹp luôn các chị, nhìn cái phần bèo cho em. Size S và size M cho em nha các chị ơi. Comment đúng rồi em sẽ là xả 18. Kèm số điện thoại 79k. Váy đinh cúc ngọc toàn bộ đằng sau cho em như thế này. Em có size S và em có size M rất là xinh. Comment cho em là xả 18 nhé. S các chị đến 52, M đến 54 con quay đầu trở về cho em. Xả 18 siêu phẩm mặc lên rất là đẹp các chị ơi. 79k em tặng nốt chân này, em mặc 99.000 comment là C12. Rồi xả 18 chị có may mắn này. S và M cho em nhé. 79.000 đồng. Ai lấy xả 18 mình chốt là xả 18 cho em 79k. S và M cho em 2 size. Rồi tiếp tục cho em lên con này. Rồi con này cho em đi. Có hít cực kỳ. Xả 19. Đây. Rồi xả 19 cho em này. Con váy baby doll 65 cân trở về. Em có màu vàng và em có màu xanh. Nó là màu vàng cốm mà nó xanh nhất. Xả 19. Xả 19, xả 19, 79k. 65 cân trở về cho em. Có túi chất tơ. Xả 19, 79.000. Lên đúng mã cho em sẽ là xả 19 nha, 79k. Ai lấy xả 19 thì mình chốt là xả 19 nha. À. Xả 19 ạ. Em có xanh và em có vàng. Xanh và vàng cho em nhé, xả 19. Ai lấy xả 19 thì mình chốt ngay và luôn cho em là xả 19 ạ. Chất cực đẹp luôn các chị ơi. Tuyệt vời chưa? 65 cân trở về chất tơ, có mẫu, có túi này. Cái này có túi cho em luôn, có túi nhá. Chất đẹp lắm, nó là dòng chất tơ, dáng baby doll. Xả 19, ai lấy xanh thì chốt xanh, ai lấy vàng thì chốt vàng cho em. 79.000 đồng cho em nhá, xả 19 ngay và luôn chất. Đấy. Rồi, xả 19 cho em nhá. Xả 19 chị Diễm My. Rồi, xả 19 chị My Bùi. Này, đang bán 170 này. Xả 79.000 nữa chị này. Em bán 170 đây, 169 đang còn tem mát ở đây. Bây giờ xả lỗ ơi, chị 69.000 à 79.000 đây. Xả 17 và kèm số cho em dáng baby doll mặc ở nhà chống dịch cho nó mát các chị ơi. Mặc ở nhà các chị nào bồ bí á, bom cho em thoải mái cho em này, toàn màu đẹp thôi. Em có xanh. Có xanh và có vàng. Comment cho em là xả 19. Xả 19 ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy được chưa? 79.000 đồng cho em váy này, 65 cân trở về. Comment cho em là xả 19. Thế đây không qua tới luôn nhỉ. Tới luôn. Xả 19 các chị ơi, 79.000 cho em nhá. Rồi, tiếp tục nào. Cho em lên một mã yêu thương. Con này có nhiều hàng không em?
con Minh đấy, chị L95 đổ bò đây đi. Em qua nhá. Rất nhiều áo luôn đấy chị ơi, váy. Trời ơi. Đấy mà cái chị cái váy đấy phải 79.000 nữa, chị không lấy lại còn vụ đắn đo nữa. Hàng 170 của em đấy các chị gái ạ. Màu đen, màu vàng, màu trắng. Cứ comment đúng hộ em là L95
lắm đấy chị ơi. Trời ơi, chắc là các chị sướng luôn ấy, không nghĩ là mình mua giá này đâu. Rồi em tiếp tục lên chương trình bán váy vì đam mê nhá. Đam mê ấy. Váy này cho em có 3 màu. Ồ hay thế nhở. Này, váy tóc ca sẵn đấy đấy. Các cháu này bố vào đây. Cái váy đi nhớ lúc này chị lên không? Có lên sẵn mấy mà có màu kem đây này. Được chưa? Hai bố chung mô. Có đen nó mới sợ chứ. Thank you.
còn đem bộ silly này cho em nhé. Có bộ quần dài cho em B171 đây. Lên bộ này cho em là B171 nha. B171 cho em là có đơn. Đây bộ silly nhà em đây. Em xả phát chị 69k. B171 cho em nhé. Có đơn hàng 69.000. Bộ silly có nâu, có ghi, có đen. B171. Cố comment đúng hộ em là B171 69k. Cả bộ đồ cho em như thế này có 69.000. B171 ngay và luôn cho em. Chắc chị nào mua bộ này là biết rồi đúng không? 69k à. Xuất lại xem hùng đúng 69.000 đúng không em ơi. B171 cho em là có đơn hàng nâu, đen, ghi 3 màu. À thứ 1 đen. Đen là màu lạ đây. Đen ghi nâu. B171 cho em nhé. 69k bộ silin. Bộ silin theo em xả các chị 69.000. Chân máy em không được em về ít chân máy lắm. 69.000 đồng cho em B171. Dưới 60 cân các chị gái chốt đơn. Tay hến á, mặc rất là đẹp luôn. 69k. 69k cả bộ đồ cho em như thế này. B171 và kèm số điện thoại cho em nhé. 69.000 đồng. Form đẹp, chất đẹp, cái quần các chị ơi. Dưới 60 cân chị em mình chốt đơn. Dưới 60 cân các chị em mình chốt đơn cho em như thế này. Có đen này. B171 em có ghi như thế này. 69k ai bán á. Chẳng ai bán đâu các chị ơi. 69.000 đồng cho em. Màu ghi đây nhá. Màu ghi này. Đó. B171 cho em màu nâu. Cái, để em mặc cái tay cho các chị xem. Cái tay áo mặc lên xinh lắm. Tay áo mặc không các chị cũng thấy đẹp rồi này này. Màu nâu cũng đẹp nhá. Màu nào cũng đẹp nhá. 69.000 đồng cả bộ. Trời ơi. Comment cho em là B171 69k. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. Được chưa? Form đơn giản, dễ mang, dễ phối. Mặc ở nhà cho nó mát. Em thấy thời tiết này các chị ở nhà đúng không? Ở nhà nhiều hoặc đêm đi ngủ ấy, mặc những cái bộ này cho nó mát mẻ. 69.000 đồng. Comment cho em là B171 cho em nhé. B171 em có nâu. Móc kèo chị ơi. B171 em có đen. Và B171 em có ghi. Em tặng các chị luôn là 69.000. À, vô bà bác rồi các chị. Hay có trứng gà. B771 cho em nhá. Quá đẹp các chị ơi. Nhức cái nách chưa, nhức cái nách chưa nè. Đẹp chưa? Có chưa các chị? 69.000 ok la chưa? Quá rẻ đúng không? Bao rẻ cho các chị luôn. Silin toàn silin theo. À, toàn dòng theo mà nó là dòng in đâu. Dòng theo thì nó sẽ là đắt hơn đúng không? Bao giờ thuê không thấy chất nó mát không? Em thấy nướng chất nó mát. Giá vừa tiền. Giá vừa tiền, giá vừa tiền, giá phải chăng. Comment cho em là B171 kèm số điện thoại. Hả? Đi vì sao có lần? Mày à? Em không từ tối bây giờ nói cứ mở to mắt lên cứ líu không ai thấy. B171 cho em. Rồi em có màu đen. Có màu nâu và có màu ghi cho em nhá cả nhà. 3 màu cho em 69k. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy đẹp cho cái quần. Cái quần nó là dạng cho em như thế này đấy, được chưa? Em có màu đen màu ghi 69.000 đồng cho em. B171 và kèm số điện thoại. Đây các chị thấy dòng theo chưa? Theo này, logo này, xịn nhá. 69.000 đồng cho em túi này. Quả túi zip nhá. Quá đẹp. 69.000 đồng cho em B171. Ghi nâu đen 3 màu nha các bác. B171 dùm em nhá. Không làm các chị thất vọng đâu. Nhận hàng cái bộ này 69.000 là muốn đặt thêm nữa. Các chị lại muốn đặt thêm nữa ấy. Đùa. 69k cho em thôi cả nhà ơi. Có lên bánh không các chị thôi nhá. Bánh thôi nhá. Mỗi ngày một ít thôi. Đúng không? B171 cho em là có đơn 69.000 đấy. Mấy cái bánh đấy em để riêng. Mấy cái này chưa bán thì để riêng thôi nha. Không lại mai lại đem vô lại nhặt đơn ấy. 69k cho em bộ này B171. Có đen, có nâu, có ghi cho em 3 màu. Ai theo logo cho em như này, tay hến này. 69k này, ở chưa? Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu này thôi chị ơi. Lên váy các chị cần vào size bé. Dạo này các chị tăng cân hay sao ấy chứ. B171 cho em nhá. Áo thun thì em rất nhiều, tối nay lên bảng áo thun. À cái những cái phong mới đó. Hôm qua đã bán đâu em, mai tối nay mang ra nhá. Hôm qua về mấy mã là bán có một mã thôi đấy. B171 cho em là có đơn hàng, ở chưa? Ôi ok, em bảo màu này nâu, màu nào cũng đẹp. Cái màu nào nó cũng đẹp các chị. Màu nào nó cũng tuyệt vời như này cho em màu nâu này. B171 cho em màu đen này. B171 cho em màu ghi này. Đấy, đẹp chưa? 69k các chị ơi, nhào vô, nghẹo lửa. B171 và kèm số cho em nhé. 69.000 đồng cho em. Và
qua chắc em hết rồi. Đây, đây áo này L403. Áo em có 3 size SML. Size tớ đấy có chỉ đến 65 cân đẹp chưa? 79 nghìn, à quên 89k. L403 cho em siêu phẩm VIP, em bán rất nhiều nhưng mà hết hàng. Hết màu đen. Hôm qua lại có mỗi màu đen. Hôm nay nó lại trả đen mỗi màu trắng nhưng vẫn hết rồi. Chị nào còn không lấy màu nào nữa là quay lỗ mất lượt nhá. Những cái siêu phẩm này các chị phải cố gắng cho bằng được. Mà giá em đưa ra cho mọi người rất là rẻ, không phải em thấy các chị chốt nhiều mà em bán đắt, đúng không ạ? Cái giá rất là hợp lý, giá vừa tiền, giá phải trang trị, mình vừa được mua hàng đẹp, hàng cao cấp. Mình mua được cái giá gọi là quá bình dân, đúng không cả nhà? Hàng cao cấp giá bình dân, người ta bán hàng cao cấp, hàng đắt giá cao là cái chuyện bình thường. Còn em mà bán hàng đẹp, hàng cao cấp mà giá được các chị giá bình dân là bất bình thường, đúng không? Là chuyện gọi là bán được các chị giá dưới mặt đất rồi, không phải lên trời, lên hái trăng. Đấy, chị nào thích thì mình chốt luôn. Con này còn ít lắm, không có nhiều đâu. Mỗi size có 30 thôi. Hay là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhé. L103, kiểm tra hàng không ưng. Nếu như em gửi đúng mẫu, đúng màu, không ưng thì thanh toán cho em 30.000 tiền ship được chưa? Rồi, L103 và kèm số cho em là có đơn hàng. Rồi, các chị ơi, đẹp chưa? Cúc ngọc này. Nó chơi hệ ngọc hàng cao cấp lắm, các chị ơi. Đẹp quá là đẹp luôn, tay bồng lên nhẹ nhàng. Tối nay siêu phẩm, rất nhiều siêu phẩm cho các chị gái cơ. Rồi em là nghỉ nhá. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Này, treo lên em ơi. Hẹn cho mình vào tối nay. Chị nào có đơn thì tối nay vào chợ đêm để nhìn đi đơn nhá. Bye bye các chị.